Sáng mình đi thêm chút xíu nữa đi, rồi mình kiếm có cái nhà nào á mẹ tạt vô mà xin cho con gì ăn đỡ như tèo. Ráng đi tèo, ráng tí nữa đi con. Buông như vậy đông quá là làm cho thằng nhỏ ngạt thở thì sao? Ủa nó như thế nào? Thôi rồi, thôi để cho nó, để ẩm nó lại chỗ thoáng này ngồi nó mới tỉnh được. Gì mà chết thằng nhỏ. Này. Ăn từ từ thôi con, cái chừng mắc nghẹn đó. Mẹ, uống miếng nước đi con. Cô đi đâu á mà sao để cháu bé ra nông nỗi này? Dạ tôi cũng không biết đi đâu nữa, tại vì hạn hán mất mùa, dân làng bỏ đi hết trơn rồi, nên mẹ con tôi cũng đi. Rồi rồi cha của cháu bé đâu? Tèo nó mồ côi cha từ nhỏ. Thôi vậy à, tôi thì cũng sống có một mình thôi, tôi làm nghề đóng củi đặng sống độ nhật qua ngày à, nếu cô không chê thì cứ dừng chân ở đây, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, tôi hứa sẽ đùm bọc mẹ con cô suốt cuộc đời này, và tôi sẽ coi cháu Tèo coi như là con ruột của tôi. Nhà không có đàn bà nên nó hơi lôi thôi một chút, nhưng mà nói thật nó cũng đủ che nắng che mưa cho ba người quanh năm suốt tháng. Ủa mà nó đây hả mẹ? Con có muốn ở lại đây không? Dạ muốn. À thôi à, để tôi đi chợ đó kiếm mớ cá để về đang làm một bữa cơm cho nó tươm tất một chút, cái lại sẵn à, cúng đất đai thổ trạch luôn, với lại chứng kiến cho hai đứa mình luôn. Tèo. Dạ. Chơi đi với mẹ. Con muốn ông đó làm ba con không? Từ nay trở đi con có người chăm sóc rồi đó. Dạ muốn. Đây 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 đây, để tôi làm cho, để tôi làm hai à, mẹ con cứ yên tâm, coi như ở đây là nhà của mình, con cũng vậy, cứ coi như nhà của con đây, muốn chơi muốn làm gì làm cứ thoải mái. Còn mọi việc cơm nước ở trong nhà tôi lo hết cho hai mẹ con. Thôi ăn cơm đi con ha, ăn cơm đi ha, để chúng với cơm cho ha. Rồi ăn cơm đi con. Đồ ăn cá mới mua ngon lắm. Dạ. Mày ăn. Bố coi ăn nha. Mày đứng lại. Dượng, Dượng, đừng đánh con mà Dượng. Đứng lại. Trời ơi, đừng trời đánh ơi. Con mà Dượng. Mày đứng lại không, mày không, mày đứng lại không. Dượng, đừng mày đánh đứng lại. Trời ơi, Dượng. Tao chỉ đứng lại. Dượng, đứng đừng lại. Đánh con mà Dượng. Tại sao mày dám ăn con cá tao treo lên dàn bếp ha? Dạ dạ con đâu ăn đâu, tại con mèo kia ăn kìa. Mới bà lớn mà mày nó láo nó xạo ha, con cá treo trên dàn bếp cao như vậy thì sao con mèo nó ăn được? Ủa nó mày ăn rồi mà đổ thừa cho con mèo phải không? Con đâu ăn đâu Dượng, con nói thiệt mà Dượng. Mày ăn mày còn xạo mà nói dối cha, mày chết đâu ha? Tại sao mày như vậy ha? Gì vậy
Sao mày đánh con vậy hả? Sao vậy? Tự nhiên lại đánh nhỏ vậy? Bà hỏi nó đi. Nó là thằng ba lớn mà nó láo nó xạo, nó vừa ăn cướp nó vừa la làng. Nếu không dạy nó bây giờ là sau này mà nó phá làng phá xóm. Tụi với bà của nó quỳ lại cả làng luôn à. Con nó còn nhỏ, nó sai thì ông nói với tôi dạy lại nó. Sao lại đánh nó như vậy chứ? Tụi đánh nó hồi nào? Tụi mới nhá nhá cho nó sợ tụi đánh nó hồi nào? Bà lựa lời mà dạy dỗ nó đi ha. Để sau này nó lớn lên chạy không có nổi đâu. Con có sao không con? Có đau lắm không con? Dạ con không sao. Mẹ ơi, con thề với mẹ là con không ăn con cá đó. Lúc con mới vô bếp, con thấy con mèo đó ăn, con tới con chụp thì còn lấy cái xương không à. Mẹ biết. Mẹ biết con trai mẹ không có nói dối biết. Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ đừng khóc. Con hứa lần sau không làm những giận nữa đâu. Mẹ đúng là người mẹ khổ đúng. Mẹ làm khổ con trai mẹ rồi. Nhìn cái mặt là thấy ghét mà. Thì có tự nhiên ngu còng lưng nuôi con của người ta làm chi không biết. Chắc phải tìm cách đuổi thằng này đi mới được. Dượng ơi, mình tới chưa? Sao tới rồi mày? Con mỏi chân quá à. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà yếu xìu vậy? Bây giờ mày có muốn vô đừng hai ổi bắt bướm không? Dạ muốn. Đi lẹ đi. Đâu thấy ở cũng đâu thấy bướm đâu. Thì bị vì mình vô trễ quá rồi người ta hái ổi với bắt bướm hết rồi. Thôi để Dượng đi vô sâu chút để coi coi ở trong nó có ổi với bướm. Rồi Dượng kêu con vô nha ha. Cầm bát cơm này ở đây ha, chừng nào có đói nhớ ăn nha ha. Ủa sao Dượng nuôi con bát cơm? Con để dành bụng để ăn ổi mà. Dượng hái ổi ra liền. Thì Dượng nói sao nghe vậy đi, chừng nào đói thì cứ ăn cơm ha. Với hai nữa ở đây đừng đi tầm bậy tầm bạ nha không? Chờ Dượng nha không? Con đi tầm bậy tầm bạ là cái thú dữ ăn thịt con mất công ha. Chờ Dượng chút ha. Mày đừng có trách tao. Bác hôm này con cho tao bố thí lần cuối cho mày đó. Chú đừng có sợ, nó đã chết rồi. Mà nè, con là con cái nhà ai, nhà ở đâu mà là giờ này ở đây? Dạ con theo Dượng vô rừng hái ổi. Theo Dượng con vô rừng hái ổi à? Rồi Dượng con đâu? Dạ Dượng con đi sâu vào trong rồi. Đi sâu vào trong rừng? Lạ quá vậy. Chú cũng vừa trong rừng mới ra, có thấy ai đâu? Dạ có mà, Dượng kêu con ngồi ở đây chờ Dượng. Chà, kêu con ngồi đi chờ. Bây giờ trời chiều rồi đó, mà trời sắp tối lên nữa sẽ có nhiều rình rập nguy hiểm. Tốt nhất á là con nên đi về.
Nhưng Dượng bảo con ngồi ở đây chờ Dượng mà. Chờ biết đến chừng nào. Thôi bây giờ về nghe lời chú đi, chứ đừng nên chần chừ như vậy là không có tốt đâu. Đó, hồi nãy giờ con ngồi đó con thấy con rắn chưa? Đó là một trong những nguy hiểm đó. Nghe lời chú đi, ở nhà ở đâu theo chú dẫn tới nhà luôn. Đi. Ăn cơm trước đi, chờ tôi làm chi, tôi ăn dỗ no rồi. Tôi chờ ông về để hỏi ông chuyện này nè. Chuyện gì? Hả? Tèo đâu? Đi chơi nữa là phải không? Tối ngày đi chơi hoài, thiết tình cái thằng này. Dượng. Sao Dượng biểu con chờ mà Dượng đâu mất tiêu? May là có chú đầu khoai, nếu không con sẽ bị rắn cắn rồi. Thì Dượng kêu con ngồi đó chờ Dượng. Rồi tự nhiên Dượng đi ra cái con đi mất tiêu. Làm Dượng mới về đây luôn rồi, thấy không? Đâu có, Dượng làm con giờ lâu quá. Chú đầu khoai á kêu là sụp tối sẽ có nhiều nguy hiểm nên dẫn con về đây. Đó, Dượng kêu con chờ ở đó mà Dượng ra là không thấy con. Nên Dượng mới về đây trước nè. Ăn cơm. Ăn cơm, cho vui. Ăn đi con. Chắc đi vô rừng về mệt phải không? Ăn đi. Bữa nay là Dượng nhường cho con ăn trầu con cá này, nó ngon lắm con ơi. Cá này là dễ gì mà bắt được con cá này. Ăn đi cho mau lớn ha. Canh này cũng ngon đó Tèo đó. Bữa nay con cứ ăn thoải mái. Có thể có ai thương con bằng Dượng đâu. Tèo, dạ. Mẹ đi cuốc mướn ở trên, coi nhà nha. Dạ. Nè, nghe mày dặn nè. Ở nhà, không đi theo Dượng lên rừng nghe chưa? Dạ. Mẹ đi đó. Dạ. Đi rừng chơi không? Mẹ con dặn không được lên rừng mới Dượng nữa. Chẳng đi thôi. Hôm trước tao lên rừng, tao thấy mấy cái ổi bự bự vậy nè. Ở trong cái ruộng nó đỏ như dưa hấu, đầy cây luôn. Trời ăn đã ngọt cái sợ luôn. Nếu mày không đi phải không? Tao đủ thằng Bính với thằng Tý lên trên, cho nó ăn đã luôn. Mày khỏi ăn. Mình về sớm nha Dượng. Mày ra đi, đi chậm rì. Mẹ lên đi con. Vô đường ổi ngon lắm, đi chậm quá vô tay hết. Ủa Tèo, bữa nay mày đi với Dượng mày đi đâu vậy? Dạ con đi vô rừng hai ổi. Vậy hả? Hai Dượng cháu à, nhìn giống như hai cha con ruột vậy đó. Trời như sao, tôi thương nó như con ruột tôi mà. Vậy à? Ừ. Thôi đi hai ổi vui vẻ nha. Dạ chị đi về. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi sao mày thầy lai quá vậy? Dạ tại thím tư hỏi. Đã dặn ở nhà rồi, ai có hỏi đừng có nói đi vô đường sau, hiểu không? Ủa sao Dượng? Mình nói vậy đó
rồi ta vô ta hái ổi trước mình, ta ăn hết của mình rồi sao? Hiểu không? Đi. Mày mệt quá. Chị ơi, tôi về nha. Cho nợ ngày mai tôi làm nha. Ủa sao vậy, chị chóng mặt hả? Không phải. Tự nhiên con mắt tôi nó giật hoài à. Linh tính như là có chuyện gì xấu sắp xảy ra. Tôi về nha, cho tôi nợ mai tôi làm nha chị. Vô sâu gì mình mới không gặp mấy thằng đào mài chặt mũi. Ủa Dượng nói gì? Dượng nói là vô sâu gì không gặp mấy thằng hai ổi. Nó hay hết của mình nó ăn sao? Kỳ này mày không chết vì thú dữ thì mày cũng chết vì lạc. Mà không chết vì lạc thì mày cũng chết đói rồi mày chết. Dượng đau bụng quá con ơi, không biết hồi sáng thức ăn nhầm củ khoai sùng hay sao giờ đau bụng quá. Nè, con cầm cái bát cơm này ha. Dượng đi vô đây đi chút xíu ha. Đứng đây nhau, đừng đi đâu nhau. Đi nhanh cái Dượng. Ở ngoài đây con một mình sợ lắm. Ây da, đau bụng quá. Ây da, trời ơi. Con sao ăn cái gì đau bụng quá. Ây da, đau bụng quá. Ây da, trời đau bụng quá. Ây da, đau bụng quá. Ây da, đau bụng quá. Ây da, trời ơi. Con sao ăn cái gì đau bụng quá. Ây da, đau bụng quá. Trời ăn cái gì mà đau bụng quá. Ây da, đau bụng quá. Ui, cái gì mà đau bụng quá. Ây da, trời ơi. Ây da, đau bụng quá. Ây da, Dượng làm gì lâu quá vậy? Lẹ lên mình về đi. Dượng ơi đâu á Dượng? Dượng ơi Dượng, sao Dượng bỏ cái áo ở đây? Dượng đi đâu rồi? Dượng ơi Dượng đâu á Dượng? Ông gì? Ông đây. Còn Tèo đâu rồi? Tôi đâu biết đâu. Ông nói láo. Ông dẫn nó lên rừng rồi đúng không? Đâu dẫn lên rừng đâu. Lúc tôi lên rừng nó còn đây chơi mà. Ông đừng nói dối nữa. Sáng nay có người thấy ông dẫn nó vô rừng. Ông trả lời tôi đi. Thằng Tèo đâu? Cứ mà ông dẫn lên rừng thì bỏ nó trong rừng đúng không? Trời ơi, sao tôi không nghĩ ra vậy? Lúc trước đã một lần, tại sao tôi không nghĩ ra? Ông đúng là quỷ đó đóng người. Tại sao ông làm vậy? Nó là một đứa đích. Tại sao ông làm vậy? Tèo ơi, con ơi, Tèo ơi. Anh Tèo đâu? Mau tìm về cho tôi. Chứ không á, tôi thua ông với quan trên. Đến lúc đó ông liệu mà trả lời với quan trên. Trời ơi, đến lúc này tôi không nhịn tình với chồng với ông nữa.
Bây giờ tôi nhớ rồi, hình như là thằng Tèo nó còn đâu đó trong rừng đó. Tôi nhớ chỗ đó. Đâu đó là đâu? Tìm cho con gì tôi mau lên. Đi trời ơi. Tèo ơi. Dượng đâu rồi Dượng? Dượng đi đâu rồi Dượng ơi? Là Dượng để lại bát cơm cho mình ăn. Đói bụng quá. Tại sao trong bát chỉ có cát không có cơm? Tại sao Dượng lại để bát cát quá cà như thế này? Tèo ơi.
đi Tèo ơi. Tèo ơi, về nhà đi. Tèo ơi. Tèo ơi, về nhà đi. Tèo ơi. Tèo ơi. Ai nồi niêu son chảo bình bông cổ đốt ơ. Ai nồi niêu son chảo bình bông cổ đốt ơ. À, ông thợ đốt. Làm gì? Cái mâm đồng tôi nó hư rồi, giờ tôi muốn đổi lại, đúc cái mới được không vậy? Coi. Cái mâm này nó cũ quá rồi. Trời ơi, dục không biết có ai lượm không nữa rồi đúc. Trời ơi, ngó vậy chứ nha. Mà cái mâm của tôi á, mâm tốt lắm á, dày nữa, dày hơn của ông nữa nè. Mâm tốt quá. Ồ, tốt ghê á. Tốt thôi giữ xài đi ha. Trời giữ xài. Thợ đúc gì đâu không đúc thì thôi tôi kiếm thợ khác. Ê, coi. Nói nhìn, dù sao á, nể tình ông là cũng là người trong cái làng này, mà tôi cũng thường lui tới đây để mà buôn bán. Thì thôi bây giờ để tôi đút cho ha. 3 ngày sau lại lấy. Dạ. 10 quan nha. Trời ơi, cái này mà 10 quan mắc quá vậy. Mới vậy, chê mắt. Không có con mắt nghệ thuật. Tôi làm bảo đảm đẹp mới luôn. Tại vì cái mâm của tôi đưa cho ông làm, ông đâu có tốn gì đâu. Mà ông lấy 10 quan là mắc lắm á. Chê mắt à. Thì thôi kiếm chỗ khác làm đi. Trời ơi, ông nghĩ cái làng này của mình ông làm thợ đúc à. Nên ông làm cha đó mà. Ông thợ đúc. Ông nói với tôi á, là cái nồi này á, xài 3 đời không lủng. Mà mới xài có 1 tháng là lủng à. Sao kỳ vậy? Lúc mà tôi đưa ông á, cái nồi có bị lủng không? Không. Thì đó, ông về ông hỏi vợ ông coi, ông có làm gì với vợ ông mà tự nhiên cái nồi nó lủng. Cái gì mà có dính dấp vợ tôi ở đây vậy? Ông đừng có nói gian xảo nghe. Ông trả tiền lại cho tôi đi. Trả tiền hả? Được, ông trả tôi trả. Nhưng mà ông mới trả lại cái nồi còn nguyên vẹn cho tôi nha. Ông đừng có xảo trá nghe. Cái gì xảo? Mốt đừng có làm ăn đây nữa nghe. Trời ơi, thợ đốt vậy thôi, tôi không đốt ra tôi đi thôi. Tôi không đốt đâu, đốt gian quá. Ai nồi niêu son chảo bình bông cổ đốt ơ. Ai đúc nồi niêu son chảo bình hoa cổ biến thành mới ơ. Ai đúc nồi niêu son chảo bình hoa cổ biến thành mới ơ. Ai đúc ôm ai đúc nồi niêu son chảo bình hoa cổ biến thành mới ôm. Trời ơi, sao sáng giờ rau khang cái họng luôn, không thấy ai tới đúc cái gì hết trơn vậy ta. Ai đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ ôm. Ai đúc người già thành trẻ ôm. Ai đúc ông lão 80 thành trẻ 13, 70 thành 17 ôm. Bà con cô bác ơi, ai đúc người ôm. Ê! Chào Quỳnh. Quỳnh cái gì? Mày rao cái gì vậy? Mày ghẹo tao đó hả? Ai ghẹo Quỳnh đâu. Tôi đúc người,
người xấu thành đẹp, người già thành trẻ. Ai đút người không? Người xấu thành đẹp, người già thành trẻ đây, đút người đi bà con ơi. Khùng quá mẹ ơi. Trời ơi, mày thấy tao rao, bắt trước mày rao á. Người ta rao á là ai đút nồi niêu son chảo là phải có cái nồi cho người ta biết. Tự nhiên mày gánh cái này giống như mày đút, giống như đút bánh vậy mày. Tôi đút người. Mày đút người? Dạ. Cái này là cái khuôn đút người. Tôi làm cũng y chang như Huynh à. Những cái bước mình nấu nguyên liệu nè, mình đổ khuôn cũ thành mới. Huynh không tin hả? Đây nè, người già tôi đút thành trẻ, muốn đẹp sao tôi đút ra y chang vậy à. Mày xàm quá mày ơi. Trời đất ơi, cái nghề đút của tao á là nghề đút gia truyền vinh quang lắm nghe chưa. Mày rao tầm bậy tầm bạ, ai mà tin. Đi chỗ khác, đi chỗ khác, đừng có đi theo tao mà rao tầm bậy tầm bạ nha. Trời đất ơi, tôi đâu đi theo Huynh đâu, tôi đi kiếm thầy tôi. À đúng rồi, Huynh ơi Huynh, sáng giờ Huynh đi á, Huynh có gặp thầy tôi đâu không? Tôi với thầy tôi lạc nhau qua nay rồi, tôi không kiếm được thầy. Huynh biết á, chị giúp tôi đi. Thầy mày là ai? Thầy tôi họ Chu, người cao cao vậy nè, có râu quai nón nữa, cũng giống tôi vậy nè. Có gánh gánh giống mày không? Tất nhiên rồi, thầy trò mà Huynh. Thôi thôi, hiểu rồi ha. Cha sanh mẹ đẻ giờ tao mới thấy lần đầu tiên mày gánh cái này á. Thôi đi tìm tiếp đi ha. Cảm ơn Huynh nha. Lúc nồi niêu son chảo mình. Huynh ơi Huynh, Huynh. Cái gì nữa ông? Tôi đi kiếm thầy tôi mà không gặp. Mà gặp Huynh ở đây giống như là cái duyên rồi. Hay là bây giờ Huynh cho tôi đi theo Huynh đi. Tôi học nghề, tôi bái Huynh là sư phụ. Cái gì? Muốn theo học nghề tao? Thầy đồng ý không thầy? Thằng nhỏ này mặt mày cũng lanh lợi đó, chồng nó cũng khỏe mạnh cho nó theo, để có đứa mà xây dặn cho đỡ mệt. Mình cũng chẳng có thiệt gì. Được không thầy? Thôi cũng được. Muốn theo học nghề tao phải không? Dạ, như vậy là thầy đồng ý rồi đúng không thầy? Nhưng mà tao nói trước nha, đi theo làm á là không có tiền bạc gì hết nghe chưa? Chỉ có cơm ăn thôi. Không sao đâu thầy, học được nghề của thầy là con vui rồi. Nhưng mà nói trước nè. Dạ. Đút là phải đút giống tao, không có đút tầm bậy tầm bạ như vậy, nghe chưa? Không được đâu thầy ơi, đút theo kiểu của thầy á xưa rồi, mình không kiếm được nhiều tiền đâu. Thầy, thầy đút theo kiểu con đi, cải lão hoàng đồng với thầy, người xấu xí thành thiên nga vậy nè. Lạ lạ, ly kỳ, người ta mới thích người ta làm. Lúc đó thầy, thầy cho mình kiếm được bội tiền luôn, đúng không thầy? Tao cũng phải rồi đó. Dạ. Nhưng mà tao nói trước nè. Sao thầy? Lỡ mày đút người mà xảy ra chết đó nha, là quan bắt mày, mày chịu quá, không có liên quan gì tới tao nha. Thầy ơi, cái chuyện đó để con lo thôi. Thầy, bây giờ mình đi đi thầy, đi kiếm tiền thầy ơi. Ừ, đi. Ê, thầy, thầy bỏ cái này đi. Bây giờ mình phải đút bằng cái này nha thầy. Bỏ cái này đi, không cần đâu thầy. Thầy đi theo con nè. Đi thầy. Ai đút người xấu thành đẹp, người già thành trẻ không? Đi thầy ơi. Ai đút người không? Rau chuối đây. Nhiều đẹp trai. Rau đây. Tại sao nhớ ghé vậy cô? Dạ. Đút người đẹp, đút già thành trẻ đây. Ông lão 80 thành 13, 70 thành 15, ai đút người đây? Bà con cô bác có ai đút người không? Đút xấu thành đẹp, đút già thành trẻ bà con ơi, ai đút người không bà con ơi? Trời ơi, sao có nhiều người á, khùng quá vậy? Làm như họ đi diễn tuồng á, làm sao vậy đó? Ai đút người ơi? Rồi rau rồi, mua em trái, mua đi em trái. Quá ra cái chuyện đó là sự thật rồi. Ta cứ nghĩ dân làng bàn tán với nhau cho vui tai thôi chứ. Mình phải coi kỹ lại nha mình. Chứ em thấy chuyện này nó không có được bình thường. Có bình thường. Không bình thường mà. Bà mới không bình thường đó. Đồ đệ, hãy nói cho gia chủ hiểu được đồ đệ. Dạ. Tôi xin thưa với ông bà chủ, như tôi đã trình bày với thầy tôi là ông bà chủ cứ đưa những cái xấu, cái hư, cái hỏng qua tay tôi sẽ đúc thành cái đẹp, cái tốt. Mà giá thì tôi sẽ 300 quan. 300 quan à? Nếu mà 300 quan mà đổi được 20 tuổi thanh xuân thì quá rẻ. Được. Nhưng mà hai người phải viết giấy cam đoan, điểm chỉ. Nếu mà có chuyện gì xảy ra nguy hiểm đến mạng người thì hai người bị bắt lên quan phủ.
Đúng rồi, lỡ mà hai người mạnh tay quá nè, quá lửa quá nè, rồi người ta nát bét, người ta khét lẹt rồi sao? Ông bà cứ yên tâm. Ông bà cứ yên tâm, cái nồi cái chảo nó lủng nó hư người ta còn đúc lại được mà. Còn huống chi người... người sao đồ đấy? Người sao? Sao thầy lại đi hỏi trò? Không, tại vì tôi muốn thử tay nghề của đồ đệ tôi, coi cái sự hiểu biết của đồ đệ tôi nó tới đâu rồi đó mà. Dạ đúng rồi, thầy tôi muốn thử tay nghề của tôi. Nhưng ông bà chủ yên tâm đi, nếu ông bà còn nghi vấn về cái tay nghề của thầy trò tôi, được rồi, tụi tôi sẽ viết giấy cam đoan điểm chỉ vô đó. Nếu mà tôi làm sai á thì tôi đền gấp đôi, gấp 10, thậm chí là tôi theo ông bà lên quan. Điểm chị. Dạ. Hay quá. Điểm chị. Tôi nữa hả? Thầy là... Rồi khi nào bắt đầu? Dạ, nếu ông bà muốn á, mình bắt đầu ngay từ bây giờ. Nhưng mà ông bà nhớ nha, ông bà chuẩn bị cho tôi một cái phòng thật là kín đáo để cho thầy trò tôi hành sự. Và nhớ là trong lúc thầy trò tôi hành sự một ngày một đêm, ông bà không được nhìn lén. Nếu nhìn lén, mẹ đúc bị hư, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Yên tâm, tụi tôi không thèm nhìn lén đâu, tụi tôi nhìn nhau không à. Nhất trí. Đồ đệ, hai vợ chồng này còn trẻ quá mà đòi đúc trẻ lại, chắc tôi nghi thành hai đứa con nít quá. Không phải hai vợ chồng tôi cần đúc. Chứ ai? Cha chồng tôi kìa. Đằng sau quay. Năm liệt giường 3 năm nay rồi. Hả? Rồi, bây giờ đi. Thầy phụ con bỏ ông vô cái lu này đi. Cái gì? Mày tính luộc ông hả? Thầy luộc lên chứ thầy, nấu cho ông tan thành nước, sau đó đổ vô khuôn này, mình mới đút người được. Trời đất ơi, thôi. Mày ký cam đoan với người ta thì là một mình đi. Tự nhiên mình kêu tôi nhúng tay vô làm gì? Thầy ơi, không có sao đâu, con đảm bảo mà. Bộ thầy không tin con hả? Cái này đến việc mày giết người rồi. Trời ơi, thầy ơi, cái này á, mình sẽ tái sinh cho ổng thành trẻ hơn, đó là làm phước đó thầy, đâu phải giết người đâu. Đi thầy, phụ con. Nhìn lên. Ai da. Đau quá thầy ơi. Thầy, đưa cho con cái vá nha. Thầy ơi, vậy là xong rồi. Đã nấu ổng thành nước rồi thầy. Bây giờ là nhiệm vụ của thầy đó. Trời thầy ơi. Làm đi. Thầy làm gì? Thì múc nước này đổ vô khuôn. Trời, mày nấu ổng tan cả luôn vậy nữa hả? Không còn một miếng xương. Thầy thấy không? Kìa, xương kìa. Xương đâu thầy? À, chiếc guốc. Dạ rồi, bây giờ nhiệm vụ của thầy. Thầy làm đi. Thầy làm gì? Bây giờ thầy múc nước này đổ vô khuôn, đó là xong. Thầy không làm đâu. Thầy ơi, thầy đổ khuôn xong rồi, thầy chỉ ngồi ngủ thôi. Sau một giấc ngủ, cuộc đời thầy sẽ lên hương. Thầy không muốn giàu có hả thầy? Muốn thì làm đi thầy. Thầy mà đổ ra ngoài là coi như ổng mất ngón tay hay ngón chân gì đó là không thành người đâu nghe. Đó, dễ dàng vậy đó. Đó, đầy khuôn mặt lên thầy, không có một vết nhăn.
Đó, tiếp tục thầy ở dễ mà. Rồi, thầy, đây rồi, bây giờ đậy nắp khuôn lại. Lên hương. Bây giờ hãy ngủ đi, chờ kết quả. Bây giờ hai người phải đút cho hai vợ chồng tôi nữa. Chứ bây giờ đi ra đường á, xưng hô nó kỳ cục lắm ha. Hàng xóm người ta dễ nghĩ. Ba người là 900 quan đúng không? Tôi thưởng luôn cho hai thầy trò 100 quan nữa là 1 quan quá. Thầy thấy sao thầy? Chuyện nhỏ. Cha ơi, đẹp quá. Cha ơi, con cũng sẽ được đẹp giống như cha. Như lời đã hứa, đây là 1.000 quan, ta thưởng cho các ngươi. Dạ. Dạ. Chừng 20 năm nữa, hai vị quay lại đây đúc cho chúng tôi thêm lần nữa nha. Hai vị đúng là tài nghệ phi thường. Dạ. Dạ, không có chi, không có chi. Dạ, ông bà nói quá lời. Tại vì hai thầy trò tôi nấu hơi non lửa nên mới làm hai ông bà trẻ hơn như vậy đó. Hai ông bà không bắt đền hai thầy trò tôi á là may lắm rồi. Sao không sao, vậy là tốt lắm rồi. Như vậy mới hợp với cha của nó bây giờ chứ. Hai thầy trò đừng bận tâm, gia đình tôi cảm ơn hai thầy trò nhiều lắm. Dạ, dạ, xin... Thôi, bây giờ hai thầy trò tôi xin phép được cáo từ à. Dạ, xin cáo từ. Thôi được rồi, xách đồ đi. Dạ, dạ. Dạ, xin cáo từ à. Dạ, xin cáo từ. Ai đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ. 20 năm nữa nhớ quay lại nha. Nhớ 20 năm rồi nha. Đúc người xấu thành đẹp, người già thành trẻ. Ai đúc người ơi, đúc già thành trẻ, đúc xấu thành đẹp đấy.
ông lão 80 thành 13 tuổi, bà lão 70 thành 17 không? Ai đúc người không? Tưởng sao, hóa ra đúc người dễ ẹ. Chỉ chừng đó công độ, ta thường sức làm một mình. Có lẽ bí quyết nằm ở bộ khuôn. Mà ai có bộ khuôn này chắc chắn sẽ làm được. Để nó đi làm chung với mình, công cán nó chi đâu. Sao được, nó là học trò, ta là thầy, mắc mơ gì phải chia đôi với nó. Ghét mối khách có được cũng là do uy tín bạn có, chứ ai biết nó là ai. Không được, không để cho nó ngang hàng với mình được. Có nó là không có mình. Làm cái gì vậy thầy? Thầy, thả tôi ra. Thầy, cho khuôn hồn thầy à? Trói được ta. Tên thợ đúc này thật là không có lương tâm, tham lam độc ác, làm ô uế cái nghề này. Ta là tổ sư của nghề đúc, ta không chấp nhận một kẻ xấu xa như vậy làm nghề. Ta phải trừng trị cho ngươi sợ mới được. Đó. Như vậy á là ông thầy đã điểm chỉ vô cái bản cam đoan rồi. Rồi. Dạ. Vậy thì tâm sự nhờ thầy, thầy đúc làm sao cho hai vợ chồng tôi trẻ khỏe đẹp mỹ miều như hồi 18 đôi mươi. Nếu mà tụi tôi ở trong khuôn mà bước ra mà đẹp được lung linh đó là tôi thưởng thêm cho thầy liền vậy. Thưởng cho thầy luôn á. Dạ. Ông với bà cứ yên tâm, tôi bảo đảm làm cho ông bà sẽ là trẻ đẹp. Dạ. Bây giờ ông với bà ai làm trước? Tôi. Cái này tôi phải làm trước. Tôi bước ra là phải trẻ đẹp hơn ổng. Trời ơi, chứ ổng mà bước ra mà trẻ đẹp hơn tôi đâu có chịu. Bà sao? Ông này,
tao bứng. Lúc nào cũng nói vậy hết trơn hết trọi à. Không thấy thầy đúc một lượt hai người được không thầy? Đâu có được, phải từng người một chứ. Ông yên tâm, ông ngồi ở ngoài ông chờ đi. Đúng một ngày một đêm bà bước ra một cái, ông quản hồn liền. Ủa gì kỳ vậy thầy? Sao quản hồn? Bộ tôi thành quỷ hay sao chồng tôi quản hồn được vậy? Không phải, tôi nói lộn. Ông hết hồn liền, giống như là tiên giáng trần vậy. Bà sẽ là tiên. Bà bước nào cái giống như tiên giáng trần vậy? Dạ đây, bây giờ về đây, đó. Đây là 600 quan như là lời hứa với thầy là bây giờ đưa trước, hay không? Rồi nếu mà công chuyện nó mỹ mãn hay không là tư tưởng thêm cho thầy liền vậy. Dạ. Đó. Yên tâm, tôi sẽ làm cho ông bà trẻ đẹp. Thì bây giờ là thầy đút bả trước ha. Thả làm trước. Dạ. Dạ. Rồi tới tôi. Sao kỳ vậy ta? Đã hai ngày rồi sao không động tĩnh gì hết trơn vậy? Có khi nào bà ngủ quên ở chồng không? Bà ơi, thầy nút không? Dạ xong chưa thầy? Trời ơi lâu quá rồi sao không có động tĩnh gì hết vậy? Có trục trặc không thầy? Thầy nói cho tôi yên tâm coi. Ông thầy ơi. Từ từ. Ông đừng có nôn nóng. Ông mà nôn nóng quá rủi bà mất cái tay, thiếu cái chân, bít cái miệng của bà thì sao? Bây giờ thầy nói gì nghe ghê quá. Thiếu tay thiếu chân thôi từ từ làm cũng được thầy ơi. Thầy nút từ từ đi. Dạ. Nút cho nó kỹ lưỡng. Trời thầy nói nghe thấy ghê quá. Ôi, hôi quá, đút thiếu tay, thiếu chân, nó mệt lắm, nó kỳ cục. Ôi, em ru nữa. Nè, tụi bay đâu rồi? Bay ơi! Không xong rồi, ta cũng làm theo đúng quy trình của thằng đồ để chỉ dẫn. Không sai một ly một tí nào. Cũng nấu bả tan thành nước rồi đổ vào khuôn, đóng nắp lại. Mà mắc mớ gì giờ này bả chưa có đóng lại? Hay là cái cốt bà này bằng sắt nên cái mẻ đúc bị hư? Hay còn cái bí quyết gì nữa mà thằng nhỏ này nó giấu ta? Mà cho dù cái gì đi chăng nữa thì ta cũng phải bỏ trốn ngay thôi. Chậm trễ là họ gông cổ ta lên quan bắt đền thì ta khó mà tồn mạng. Nè gia nhân đâu? Bay vô coi với tao coi. Nè thầy tính đi đâu đây? Hả? Vợ tôi đâu? Đâu? Bà tỉnh chưa? Thầy mở ra cho tôi coi. Đây, bà trong đây. Trong này phải không? Bà này sống chưa? Rồi. Rồi mày lại đây phụ tao chút coi. Bà ơi, khoan, để tao kêu cô bà lên tiếng không? Bà ơi. Mình ơi, lên tiếng cho tôi yên tâm coi mình. Mình ơi, nè, mình à, bà tỉnh chưa? Ôi trời ơi, sao em run vậy mày?
Đây nào, từ 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 phụ nghe. Phụ mở cái nắp lên cho tao. Nó nặng lắm à. Từ từ. Ê, khéo. Để lên. Hả? À, trời đất ơi, vợ tao đâu? Vợ tao đâu rồi, sao nước không gì nè? Trời ơi, mình ơi. Mình ơi, bà đâu rồi? Trời ơi, đâu rồi? Trong luôn. Trời, sao có mấy lóng xương vậy nè? Trời ơi, nó giết vợ tôi rồi. Trời ơi, rượt theo. Quy động người rượt theo, thằng con nạn. Lâu rồi. Ta là thánh tổ của nghề đúc, lâu lâu di hành để xem các ngươi làm ăn ra sao, để cùng truyền nghề và chỉ vẽ bí quyết. Ta không ngờ chỉ thử lòng nhà ngươi mà vì tiền nhà ngươi dám lừa thầy phản bạn như vậy. Dạ, con quy cũng lại. Dạ, tiểu nhân xin lỗi. Vậy là tiểu nhân có mắt như mù. Dạ, xin đức thánh tha tội, xin đức thánh tha tội. Nhà ngươi đã biết ăn năn hối cải rồi sao? Ta không ngờ bụng dạ của nhà ngươi lại nham hiểm độc ác đến như vậy, dám lừa thầy phản bạn. Đã theo nghề đúc của ta thì không được phép tham lam dối trá. Dạ, tiểu nhân biết tội của mình. Dạ, xin cho tiểu nhân một con đường sống. Tiểu nhân hứa không bao giờ dám làm điều gian xảo nữa. Dạ, tiểu nhân vì quá u mê tin vào những chuyện quan đường nên mới nổi lòng tham gian tà. Xin Đức Thánh hãy cho tiểu nhân một con đường sống. Tiểu nhân hứa, từ nay không bao giờ dám làm ô danh nghề đúc của mình nữa. Dạ, xin Đức Thánh tha mạng. Dạ, xin Đức Thánh tha mạng. Được, nếu nhà ngươi đã thật lòng hối cải, thề độc không tái phạm, thì ta sẽ tha cho. Nhưng nhớ, phải đem nghề đúc đi cứu người, giúp dân nghe chưa? Dạ, con đổi ơn Đức Thánh. Dạ, con đổi ơn Đức Thánh nhiều lắm. Con đổi ơn Đức Thánh tha mạng. Ông chủ ơi, đây là ông chủ. Ông chủ ơi. Dạ, xin tha mạng. Ông chủ. Dạ, xin tha mạng. Thấy nó, ông chủ ơi. Nó đâu, bắt nó. Thằng giết người. Dạ, xin tha mạng, xin tha mạng. Tha cái gì mà tao thọt cho mày một cái mày chết bây giờ. Cộng đầu nó giải lên quan cho tao. Dạ, xin tha mạng, tha mạng. Mày lên quan thì mày giết. Dạ mày. Hả, mày giết vợ tao không toàn thay, không để lại một con dương nữa. Dạ, xin tha mạng. Coi nó. Xin tha mạng. Ông ơi. Hả, cái gì nữa? Ông ơi. Hả, cái gì? Ông ơi, ông. Hả? Ông nhìn nè. Hả? Ông nhìn nè. Trời. Trời ơi, mình. Trời ơi. Dạ, quay nữa. Hai con quay nữa chống mẹ. Ôi, bà còn sống à? Dạ, không phải chết bà dậu. Ông khoái tôi chết lắm hả? Ông hỏi tôi còn sống. Không phải, không phải. Ý tôi muốn nói là bà còn... Nghĩa là sống trẻ đẹp như vậy thiệt sao? Tao mừng gần chết, trời ơi. Nãy giờ tôi ngủ quên mày ngoài bụi rơm á. Bà ngủ quên ngoài bụi rơm? Trời ơi, vậy là hiểu lầm ông thầy rồi, thấy chưa? Trời đất ơi, sao nữa? Ông, bà ngủ lắm nghe. Ta nói hả, tôi ngủ cái tôi tỉnh dậy nghe. Tỉnh dậy. Hả, tôi thấy tôi trẻ, tôi khỏe, tôi đẹp ra ông ơi. Ừ, bà đẹp thiệt chứ. Bây giờ đây thấy còn nguyên hả? À, thôi xin lỗi thầy. Dạ, thầy đừng có giận. Dạ, thầy đứng dậy thầy. Dạ, thầy đứng dậy. Dạ, tôi xin lỗi đây nè, mọi người. Vậy là mình có sự hiểu lầm, thấy không? Mình nghĩ quan cho ông thầy. Ông thầy là người tốt, thấy không? Đúc vợ tôi trẻ đẹp đàng hoàng, thấy không? Đây, dạ, xin thầy nhận chút thù lao y như lời hứa. Dạ, thầy không, nhận, tôi không dám nhận, tôi không dám nhận đâu. Ủa, sao vậy? Dạ, không, tôi không dám nhận đâu, tôi không dám nhận đâu. Thầy không dám nhận. Không nhận thiệt, không dạ. Tất à. Thôi cảm ơn thầy nhiều nghe thầy. Dạ, chúc thầy thương lộ bình an. Thôi rút lui, giải tán đi. Về nhà đi, tôi làm dịch tôi đãi mấy người. Đây mình đây. Đây. Mấy con dịch đâu? Hai con. Ông kêu quá. Nên nhớ, ta làm nghề gì phải có lương tâm nghề nghiệp, không dối trá độc lừa, không tham lam gian manh. Đối với bạn nghề, càng tốt thì cướp công phạm tội. Đây là bài học nhớ đời cho những kẻ xấu bụng.
Dạ con nhớ rồi. Ở làng Hạ có một cậu bé chăn trâu tên Lan, nhà nghèo, không có đất cắm dùi, nhưng được cái thông minh, ham học. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, con người sống phải lấy chữ tâm làm đầu. Hoài vậy? Tính sau này đỗ đạt làm quan không chơi với tụi tao nữa hả? Thôi, đừng kêu nó. Nó chơi gì cũng thắng hết á. Đúng rồi đó, nó chơi giỏi thiệt. Để cho nó học bài đi, tụi mình ở đây chơi được rồi. Nhưng có một người không thể thiếu Lan, đó là tiểu thư Kiến, con nhà bá hộ trong làng. Em chơi với. Mấy anh ơi, có gì không cho em chơi với? Cho tao ăn với rồi. Có khoai ăn luộc nè. Đủ khoai tao lớn nè. Thôi đi chơi nha. Ngon quá. Anh Lan ơi. Cái gì? Em có khoai lang nè. Cho anh với. Đi, không cho đâu. Dám không cho anh khoai lang hả? Không cho đâu nè. Cho đi. Họ lớn lên quấn quýt bên nhau, thề nước hẹn biển, mà không ngờ mối tình của họ chính là kết quả tai ương. Đi từ thôi, có chuyện té đó. Đi từ thôi, đứng lại, tao bắt được bây giờ. Bắt được rồi. Windy, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ở đây có chút lương khô, mùi làm sẵn để cho Windy đường. Mùi tốt với Win quá. Lần này lên kinh ứng thí, Win nhất định sẽ đổ trạng nguyên. Nhất định sẽ thoát khỏi kiếp sống nghèo hèn này. Đây còn đường hoàng đứng trước mặt phụ thân của mùi xin cưới mùi. Nhún nhường quá. Người làm cho ta nhớ lại ngày đó. Người sơn sang cao ngạo lắm mà. Ta đã phải khó nhọc đến mức nào mới chiếm được tình cảm của ngươi? Bà có chắc không? Con chỉ sợ nghèo hèn xấu xí như con, chàng chẳng thèm ngó xuống đâu. Chắc là chàng còn chưa biết tới con thắm dệt chiếu ở cuối làng đâu bà. Làm gì mà sợ sệt dữ vậy? Em á, em phải tự tin lên chứ. Thì đúng là quần áo có phần không có được lụa là lắm. Dung nhan á thì cũng hơi kém sắc. Nhưng mà không sao đâu, chỉ cần bà mối này uống ba tích lưỡi thôi thì cho dù có ma che quỷ hờn cũng lấy được chồng như thường à. Dạ, ý của bà mối là con tệ nó mất như vậy sao? À không phải, ý ở đây á là một ca khó, nhưng mà tôi giải quyết được hết á. Yên tâm đi, tôi nói được á là làm được. Cái lưỡi này á là lưỡi chuyên nghiệp, biết không? Dạ, con biết là bà mát tay nhất cái làng này. Nhưng làm sao chàng có thể để mắt tới một đứa như con được? Đã nói á, đó là nghề nghiệp của tôi. Chỉ cần thỏa thuận xong công cán á thì đảm bảo trong vòng một tuần trăng thôi, chàng sẽ là của cô. Dạ, con không có nhiều, con chỉ có chút này thôi. Là tiền công dệt chiếu của con bao nhiêu lâu nay, có bao nhiêu con đưa hết cho bà đó. Bà giúp con nha. Dạ, để con dành dụm rồi con đưa cho bà thêm. Bà muốn bao nhiêu thì cứ bảo con ạ.
Kể ra thì nhiêu đây cũng ít thiệt đó. Trong khi mấy đám làng bên toàn tiểu thư con nhà giàu để ý tới chàng tứ của cô đó. Người ta hứa cho tôi nhiều lắm mà tôi chưa có nhận lời. Dạ con biết. Con biết là bà thương con. Nếu như sự mà thành thì bao nhiêu công cán năm nay con sẽ gửi hết cho bà. Bà ráng giúp con nha. À thôi được rồi. Nhìn thấy cô mê trai không phải, tha thiết quá thì tôi cũng thương, nên để tôi giúp cho. Con cảm ơn bà nhiều lắm. Nhờ bà sắp xếp cho con gặp chàng. Nhưng mà làm sao cho tự nhiên á bà. Chứ chàng mà biết được là con gặp bà để nhờ bà thì là con xấu hổ lắm. Con chờ tin của bà nha. Thưa bà con về trước. Đúng là trời cho mà. Cái con này ngu thiệt đó. Mà nhờ nó không biết gì mình mới ăn được hai đầu. Ý cậu là muốn gì? Tôi để ý nàng lâu rồi mà không dám ngỏ lời. Tôi thấy nàng gia cảnh khó khăn mà chịu thương chịu khó, lại thùy mị nết na. Tôi thương lắm. Nhờ bà làm sao cho nàng để ý đến tôi nha. Tưởng ai chứ, công tử mà đã ngỏ lời thì tiểu thư quê cát nào mà dám lắc đầu. Huống chi cái con thấm đó. Vậy thì tốt quá. Nhờ bà làm sao cho giống thiệt là tình cờ. Tôi chờ tin của bà. Tôi xin phép. Chả có vốn liếng gì, tốn có ít đứt bọt thôi mà lãi gấp đôi rồi. Mua bán ái tình, ai ngờ lại lợi ghê đó. Hai bên nó mến nhau mà không biết. Phải đưa tiền nhờ mình bắt cầu. Đã thiệt. Ủa, mà khoan, con the làng bên cũng đang chết với thằng Tứ. Mà con này á, nhà có của hơn con thấm, chắc là nó sẽ trả khá hơn. Để mình gạ nó coi sao. Cứ đưa cho nó hai đứa để coi nó chọn ai. Mình chẳng tội dạ gì mà không bỏ túi ba đầu lương. Mình đúng là thông minh thiệt mà. Ơ trời ơi. Chào bà. Cô The. Trời ơi, mới nhắc cô là cô xuất hiện liền rồi. Phải chi mà nhắc tiền nhắc bạc được vậy, đỡ biết mấy không. Ủa mà cô đi đâu vậy? Sao rồi? Chuyện tôi nhờ bà hôm trước bà làm tới đâu rồi? Nếu như mà chàng chịu gặp tôi lần đầu thì bao nhiêu đây? Lần sau thì gấp 2. Mà lần thứ 3 thì gấp 3. Còn nếu như cậu Tứ chịu cưới cô thì sao? Có chuyện đó nữa sao? Thì cũng còn tùy. À, thì đất của cha tôi để lại đó. Bà thích thì bà cứ chọn một miếng, không thành vấn đề. Còn đây là phần của bà. Cô The cứ yên tâm, mọi sự cứ để tôi lo liệu, rồi đâu cũng vào đó thôi à. Như vậy thì tốt. Cô The à, như vậy thì tạm được rồi. Nếu như chàng biết ta bỏ tiền cho bà mối để làm quen với chàng, chàng có coi thường ta không? Ta phải thật tự nhiên để nàng không biết ta qua đây là do bà mối sắp đặt. Chàng đi mất rồi. Sao vậy chứ? Nhưng nếu chàng đứng lại, tim ta sẽ nhảy ra ngoài mất.
Ta đúng là ngu quá, làm sao quay lại bây giờ? Chào nàng. Chàng. Nàng đang làm gì vậy? Dạ, em ra đây để thăm nước ruộng. Mình đúng là ngu, không thấy sao còn hỏi. Em ta... Chàng nói trước đi. Không, nàng nói trước đi. Em tình cờ gặp gỡ chàng ở đây, em rất là vui. Phải, tình cờ thôi, ta cũng thấy rất vui. Chào chàng. Hẹn khi khác gặp lại chàng. Ừ, nàng về. Nhìn sắc mặt công tử thì có vẻ thành công lắm đa. Rất thành công. Nàng không biết là ta cố tình đi qua đây để gặp nàng. Nàng thật là ngây thơ và trong sáng. Tôi đã nói là tôi mà ra tay là phải được thôi. Cảm ơn bà. Nếu chuyện tốt đẹp, sau này ta sẽ thưởng thêm cho bà. Bà cứ yên tâm đi. Nhìn công tử hình như là có ý định thành gia lập thất rồi đây. Tại sao không? Ta nghĩ nàng sẽ là một người vợ rất tuyệt vời. Làm sao công tử có thể biết được bông hoa nào là đẹp nhất khi mà chưa đi khắp cái vườn hoa? Ý bà là sao? Sao công tử không ghé mắt nhìn thêm vài đóa hoa khác? Càng biết nhiều, công tử càng quý bông hoa hiếm có của mình. Còn nếu không á, biết đâu công tử sẽ gặp bông hoa khác quý hơn nhiều. Không có gì đâu, chỉ là gặp gỡ rồi trò chuyện vui vẻ thôi mà. Công tử chưa có bỏ lễ nhà nào thì sợ gì thất hứa. Bây giờ công tử cứ nghe tôi gặp gỡ vài người xem sao nghe. Ôi trời ơi, tiểu thơ. Tiểu thơ cành vàng lá ngọc đi đâu đến đây vậy nè? Chào bà. Thiếp chào chàng. À, sẵn tiện ta đi xem một ít tơ về để xe lụa. Ôi trời ơi, tiểu thơ tự tay xe tơ dệt lụa luôn đó hả? Phải, những lúc rảnh rỗi tôi thường hay nuôi tầm. Xe tơ để dệt lụa không phải là thú vị hơn sao? Ai nói con nhà khó mới biết vén khéo. Tiểu thơ đúng là đẹp người mà còn đẹp nết ha. Chỉ cần bước ra thôi là sáng hết cả một vùng vậy đó. Bà nói quá lời rồi. Thôi tôi xin phép đi trước. Cậu trễ. Em xin phép, em chào chàng, em đi trước. Một vườn hoa thơm ngát vừa ghé qua đây vậy đó. Đúng là người ngọc mà. Đó, công tử thấy chưa? Ở ngoài khu vườn á còn rất là nhiều loài kỳ hoa dị thảo nữa.
không mài sắt có ngày sẽ nên kim. Lần trước tại huynh xui xẻo phạm quý thôi, chứ nếu không thì huynh đã đổ trạng rồi. Ta nghĩ mãi vẫn không ra. Lần đó rõ ràng ta làm bài rất suôn sẻ, đầu óc đang sáng láng, bỗng nhiên tối sầm, mù mẫm. Ta viết ra những điều mà trước đó ta không hề nghĩ đến, giống như có ai đó đang cầm tay ta để viết lên những điều phạm quý đó. Không hiểu sao? Phải, làm sao mà ngươi hiểu được? Chính là ta, ta đã giúp ngươi trả nợ đó. Chưa hết đâu, tội của ngươi còn lớn lắm, trả chừng nào mới xong chứ. Đáng đời. Thôi, huynh đừng buồn nữa. Thông minh, chăm chỉ như huynh thì trước sau gì cũng đỗ đạt mà. Cảm ơn muội đã tin tưởng ta. Cũng buồn rồi, muội về đi. Nếu không cha muội biết được muội đến đây gặp ta thì lỗi thôi lắm. Dạ, thôi muội về. Muội sẽ ở nhà chờ tin nhân. Nhưng mà dù lai kinh ứng khí kỳ này kết quả có ra sao thì muội muốn huynh tỏ hết lòng của muội. Thì đời này kiếp này muội chỉ muốn nên duyên cầm sắc với huynh thôi. Ta biết tấm lòng của muội mà. Lầm ly quá. Huynh trước sau gì cũng đậu, còn muội, muội chỉ nguyện nên duyên cầm sắc với huynh thôi. Các người tưởng mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Sắc nước hương trời, ở cái huyện này đâu phải dễ kiếm. Ta phải chọn đám nào thiệt là hết sức môn đăng hộ đối thì mới gả. Nhất là dạ phú ông yên tâm, gia đình bá hộ keo này á là nổi tiếng ở Tổng Liêm đó, lại chỉ có một mụn con trai cho nên cưng chiều hết mực. Nhất là thiếu gia đó đã nghe tiếng lành đồn xa về nhan sắc của tiểu thư nhà mình, nên phú ông có đòi lễ vật chi á, dù là voi chín ngà, gà chín cửa, gan rồng cật rắn gì á, họ cũng đáp ứng hết để rước cho được tiểu thư về làm dâu nhà họ đó. Dạ vụ này mà thành công á, chẳng phải tiểu thư lấy được tấm chồng giàu có mà phú ông lại được tiếng thơm, có xui gia là trọc phú, có phải là được lợi lắm không? Dạ, mà con đây á cũng kiếm được chút cơm chút cháo. Thôi được, chuyện trọng đại của cả đời ta. Ủa quên, của con gái ta. Để ta suy nghĩ cái đã. 3 tuần nữa trở lại ta trả lời nghe. Phú ông mà không quyết định sớm á thì cành vàng lá ngọc nhà ông á, bỏ theo cái tên học trò kiết xác kia thì sẽ trở thành cành khô lá héo mà thôi. Thôi cứ quyết định vậy đi. Dạ. Sen ơi. Hay lắm, hay lắm. Sắp sửa có chuyện vui rồi. Chuyện gì mà vui? Ông chủ sắp gả chồng cho tiểu thư rồi. Hả? Kỳ này á, ông gả tiểu thư đi rồi á, nhà cửa vắng vẻ. Sẵn dịp tôi xin ông chủ cưới Sen làm vợ, Sen chịu không? Cưới nè, ham hố nè. Thôi Sen dữ quá, không nói chuyện Sen nữa đâu. Đứng lại. Huynh mới về nói cái gì? Nói lại muội nghe coi. Thì tôi nói sẽ có chịu làm vợ tôi không? Trời ơi, không phải. Hả? Thiệt mà. Đã nói không phải, chuyện trước kìa. Chuyện trước hả? Quên rồi. Quên hả? Không nói thì từ nay về sau
Đừng có kêu tôi nấu cái món ốc bu nấu chuối xanh cho huynh ăn nữa nghe chưa. Đó, tôi thương Sen vì có món ốc bu nấu chuối xanh đó. Mình mà thành vợ chồng chắc đẹp đâu lắm á, giống như ốc bu nấu chuối xanh vậy đó. Nè, Sen nghĩ coi đúng không? Tôi là con ốc bu, Sen là trái chuối, tôi nằm trên trái chuối. Trời ơi, ốc ác cái gì, huynh nói đại đi. Thì ông chủ á, sắp gả chồng cho tiểu thư á. Sen không tin á, thì vô chổng coi đi. Ông chủ nói chuyện với bà Mai ở chổng á. Ơi, Sen, đang nói chuyện với tôi đi đâu đó. Rồi, cứ y như vậy mà làm nghe không? Dạ, thưa ông con về. Chuyện lớn rồi tiểu thư ơi. Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi, có vẻ như ông sắp gả chồng cho cô rồi đó. Hả? Cô ơi, cô có sao không cô? Khỏe chưa cô? Cô thấy khỏe chưa cô? Vậy giờ cô tính làm sao? Nhất thời ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì, nhưng ta biết tính của cha ta. Ông chỉ ham tiền chứ không ham mê chữ nghĩa. Nếu như lần này chàng mà thi đỗ trở về thì không nói gì, còn nếu như không, ông không đời nào chịu gả ta cho một anh học trò nghèo như vậy chứ. Hôm nay ta đã công thành danh toại, ta đã đỗ đạt trạng nguyên. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Em đồng ý. Rõ ràng đây là thức ăn mà Kiến đã chuẩn bị cho ta. Tại sao vậy chứ? Nàng không thể nào đùa ác với ta như vậy được. Tại sao vậy? Tại sao chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra với ta? Chàng không biết gì sao? Lan ơi, Lan à. À mà không, phải gọi là Tứ ơi, Tứ à. Chàng quên phiên tòa năm đó rồi sao? Kiếp trước ngươi giàu sang phú quý bao nhiêu, thì kiếp này ta cho ngươi đói khát bấy nhiêu. Ngày xưa ngươi làm cho ta đau khổ bao nhiêu, thì bây giờ ta sẽ trả đủ bấy nhiêu. Ngươi đừng có trách ta khắc nghiệt với ngươi. Tất cả là do ngươi gây ra thôi. Nhưng mà không sao, hôm nay ta sẽ tạm tha cho ngươi. Ta đi tìm kẻ thù thực sự của ta đây. Cầu trời khấn Phật cho lần này chàng thi đỗ trở về trước khi quá trễ. Nếu không, cha ép gả ta cho nhà đó thì làm sao mà ta sống được.
Con cầu trời khấn Phật. Người đang cầu trời con Phật sao? Con cầu trời khấn Phật phù hộ cho chàng. Thật là đáng thương cho ngươi. Chính là ngươi, là ngươi, kẻ lật lòng đã khiến cho ta đau khổ đến chết. Và giờ sẽ tới lượt ngươi đó. Vậy nha, ngày mai giờ tiên ta sẽ đợi nàng ở đầu làng. Dạ, em sẽ tới đó. Ta đi trước nha. Dạ. Dạ, thưa bà. Dạ, con rất là cảm ơn bà. Chàng không những phong lưu mà còn có lòng nhân nữa. Con biết ơn bà nhiều lắm. Cô nói vậy mà tôi thấy không có phải vậy. Cô á, cô nào có nhớ đến tôi? Dạ, không phải là con không nhớ ơn của bà, mà bà cũng biết là gia cảnh của con đang gặp khó khăn. Nếu như mà sau này con với chàng có nên duyên cầm sắc, làm ăn dư giả, con nhất định sẽ đền bù cho bà xứng đáng ạ. Dạ, thưa bà, con xin phép về trước. Con thắm này á không có được rồi. Lương nó có mấy đồng bạc lẻ, không có bỏ bèn gì hết trơn á. Vậy mà sao thằng Tứ này lại có vẻ ưng nó hơn con The? Không được, con The nó hứa cho mình cái trăm ngọc, chưa kể còn cái miếng đất của cha nó nữa. Không phải mình tham lam đòn sóc hai đầu, nhưng mà làm cái nghề mối mang này á, không lẽ mình không tận dụng cơ hội này, mình gặp đất ăn sao? Cậu Tứ, cậu Tứ, tôi đợi cậu thì sớm giờ đó. Đợi tôi? Tôi thấy tôi có trách nhiệm phải báo cho cậu chuyện này, để không sau này cậu lại trách tôi. Tôi không biết phải nói làm sao nữa. Có chuyện gì mà nhìn bà nghiêm trọng quá vậy? Rất là nghiêm trọng. Còn Thắm á, tôi thấy nó không có được. Thắm? Không được? Không được là không được làm sao? Nó coi vậy mà ăn ở hai lòng, đứng núi này mà trông núi nọ. Có chuyện gì? Tại sao bà lại kết án người ta ghê gớm như vậy? Thì phải có chuyện tôi mới nói chứ. Cậu thì một lòng với nó, trong khi nó hồi này hay lui tới nhà đồ dân, hơi bị thường đó nha. Chắc không phải đâu, bà nghe lầm rồi. Trời đất ơi, dùng này á, trai chưa vợ, gái chưa chồng, nằm trong lòng bàn tay của tôi. Mối làm ăn của tôi mà, thì cũng như cậu thôi, người ta cũng phải lựa chọn chứ. Tôi biết Thắm không bao giờ là người như vậy. Rõ ràng là nàng... Ôi trời ơi, có ai mà lấy thước đo được lòng người? Cậu không thấy đồ dân tiền đồ sáng lạng sao? Nè, nay mai là tới khoa thi, không chừng á người ta trở thành bà trạng nguyên hay bản nhãn gì đó chứ. Con Thắm á, là tôi làm mối cho cậu mà, tôi cũng muốn hai người thành đôi để tôi còn được hưởng phước chứ. Nhưng mà tôi là bà mối có lương tâm, tôi cảnh báo cho cậu vậy đó, rồi tùy cậu định liệu. Trong khi đó, con người chỉ mới gặp gỡ cậu đôi ba lần thôi, là một lòng sắt son nhớ về cậu, mà cậu cứ lạnh nhạt, không sợ người ta buồn sao? Bà nói ai? Thì cô The, con nhà phú hộ tiền chứ ai. Hay là cậu thử gặp cổ một lần coi sao. Sáng mai nha, giờ tí hả? Hả? Chuyện của con Thắm á, tôi nói chắc cậu chưa có tin đâu. Hay là vậy, tôi sẽ cho cậu tận mắt nhìn để cậu thấy. Làm sao để tôi tận mắt thấy được chứ? Con Thắm á, nó nói sáng mai cậu hẹn nó ở đầu làng đúng không? Nhưng mà nếu mà nó nghe tin đồ dân về á,
thì chắc chắn nó sẽ thất hứa với cậu để qua thăm đồ dân thôi. Cậu không tin á thì sáng mai cậu đừng có ra chỗ hẹn. Cậu cứ qua chỗ nhà đồ dân coi tôi nói có sai không. Chàng hẹn giờ tí mà bây giờ đã là giờ ngọ rồi, sao chàng còn chưa tới? Không biết là có chuyện gì không ta? Không lẽ chàng chán ta rồi? Cũng đúng thôi, đồ móc mà đòi trò mâm son, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị người ta ruồng rẫy. Cậu Tứ đi đâu á? Sao tôi biết được? Cậu là người thương của người ta chứ có phải của tôi đâu. Dạ thôi thì nếu mà bà có gặp chàng á thì bà nhắn gửi giùm con là con đợi chàng. À tôi nhớ rồi, hình như hôm nay đồ dân về hay là cậu qua nhà đồ dân uống rượu đâu, cô qua bển thử coi. Dạ con cảm ơn bà, thưa bà con đi trước. Ừ. Dạ em tưởng chàng có ở đây thì em qua kiếm, nhưng mà không có chàng thì em xin phép về trước ạ. Dội gì, Tứ nó biết tôi về đây thế nào nó cũng ghé chơi, cô nán lại chút xíu đi. Dạ thôi được rồi, cảm ơn chàng nhiều, em xin phép em về trước. Ừ em về đi. Em đứng dậy. Em có sao không? Em không sao đâu, cảm ơn chàng nhiều. Quen biết đã tròn năm, hôm nay chàng hẹn ta ra đây chắc đã tới lúc nói chuyện nên duyên chồng vợ. Không biết có phải không mà sao hồi này chẳng có vẻ hơi lạnh. Em chờ chàng mãi. Ta có chuyện muốn nói với nàng. Chàng nói đi. Ta sắp lấy vợ rồi. Lấy vợ là sao? Ta sẽ cưới Cô Theo, con của Phú Hộ Tiền ở làng kế bên. Cô Theo? Ta hy vọng là nàng sẽ không quấy rối hạnh phúc của ta. Quấy rối hạnh phúc? Phải. Nếu nàng đã hiểu rồi, ta về đây. Khoan đã. Nhưng nếu vậy bao lâu nay thì sao chứ? Không lẽ chàng lấy em ra để đùa giỡn? Có phải vì chàng thấy em xấu xí nghèo nàn nên muốn lấy em ra làm trò đùa đúng không? Nàng nghĩ sao cũng được, tùy nàng.
Ai ngờ thế gian đầy dối trá lật lọng, mới hứa yêu thương hôm trước, hôm nay giỏng lòng cờ qua đi cưới người khác, lại cũng chính là bà mối đó. Giờ gặp ta ráo quảnh như không có chuyện gì, chỉ tại ta nghèo khó, không đủ lễ lạc thôi sao? Ta không còn tiếc sống trên cõi đời bạc bẽo này nữa. Những kiếp sau, ác giả ác báo, ta nguyện phải trả hết ân oán này. Sinh ra được làm người trên cõi đời, đó là tích tụ nhân quả của muôn lượng kiếp trước. Vậy mà ngươi dám gieo mình tự giận, rũ bỏ căn kiếp của mình, điều này là tối kỵ. Ta sẽ xử tội ngươi sao? Nhưng xét thấy cái chết của ngươi là oan ức, rất đáng thương. Vì vậy cho nên ta sẽ đáp ứng lời nguyền của ngươi trước khi chết. Hồn của ngươi sẽ được ở lại dương thế, tình tứ bạc tình bội nghĩa, ăn ở hai lòng, kiếp sau sẽ chịu cảnh nghèo khó suốt đời. Còn mụ mối tham lam đã làm mối cho người này, còn nhận mối của người khác, khiến cô này đau khổ cùng quẫn, phải gieo mình tự tử. Kiếp sau hai người này sẽ thành một đôi, nhưng nhân duyên phiền não, căn duyên của hai người đó tùy ngươi định đoạt. Xin đội ơn Diêm Chúa. Ngươi còn chưa biết ngươi là ai đâu. Ta sẽ cho ngươi đau khổ đến chết. Giờ thi bắt đầu, tất cả các sĩ tử tập trung. Nghe ta đọc tên, rồi lần lượt bước vào trường thi. Trần Nam Duy. Dạ. Cao Thiên Mãn. Dạ. Quách Thế Nam. Dạ. Lê Văn Tánh. Dạ. Nguyễn Văn Thành. Dạ. Đinh Thiên Lan. Dạ có. Ngươi làm sao vậy? Hai người lên coi nó bị sao vậy. Dạ. Đau quá. Nè anh kia. Đau quá đại nhân ơi. Sao không? Đưa nó ra ngoài đi.
đừng làm kinh động Trường Thi. Dạ. Đau quá đại nhân ơi. Kìa, đứng lên. Cho tôi thi đi đại nhân ơi, cho tôi thi đi đại nhân ơi. Đại nhân. Nghe tài đọc tên tiếp. Cho tôi thi đi mà. Nguyễn Nhân Thanh. Dạ. Anh Lính ơi, anh Lính ơi, Lính, cho tôi thi đi mà. Tôi xin anh đó, cho tôi thi đi mà. Bây giờ anh về chữa bệnh đi. Chuyện thi cử là chuyện cả đời. Năm nay thi không được thì năm sau thi. Anh ơi, chuyện thi đối với tôi quan trọng lắm. Cho tôi thi đi, cho tôi thi đi mà. Thôi được rồi, anh đừng làm mất thời gian của tụi tôi nữa. Anh về đi. Anh ơi, chuyện này đối với tôi thôi quan trọng rồi lắm. Anh về để đi. Cho tôi thi đi, anh mà. Về đi mà. Cho tôi thi đi. Về đi. Ông trời ơi, tại sao đối xử với tôi như vậy? Tôi có làm lỗi gì? Cầu trời khấn Phật, cầu thần linh phù hộ cho chàng lang của con thành công đỗ đạt, bình an vô sự trở về. Nhưng nếu như chàng không đỗ thì cũng không sao, chỉ cần chúng con thuận hòa thì dù sống đời đạm bạc, chàng chỉ cần gõ đầu trẻ, con quanh quẩn phụ chàng, chỉ cần như vậy thôi con cũng vui lòng. Dạ, con cầu trời khẩn Phật phù hộ cho con tìm được một đấng lang quân như ý. Không có cần đẹp trai bằng chàng lang của tiểu thư, nhưng mà coi cũng được được. Chứ còn anh lùng đó coi cũng tốt thiệt, nhưng mà lùng quá thưa Đức Phật. Mình về thôi em. Dạ. Trời chuyển mưa, với lại cũng sắp tối rồi. Dạ, mình về tiểu thư. Ok tiểu thư, ai như là cậu Lan? Sao chàng lại ở đây? Lát nữa mình qua lại tượng Quan Âm nha. Ừ. Chị. Hử? Coi ra mặt mũi tươi xinh sáng láng mà sao ngồi rồi rệ quá ha. Ủa em không biết sao, chàng trai đó tên Lan. Chàng trai này á là chữ nghĩa nổi tiếng nhất vùng này. Ồ. Nhưng không hiểu sao á, lần trước đi thi á bị phạm quý, lần này á sắp vào trường thi lại bị đau bụng. Thật là tội nghiệp. Tài học như vậy đáng ra phải đổ trạng nguyên đó. Chàng ta ngồi ở đây 3 hôm rồi. Thôi mình đi em. Dạ. Vậy là lần này chàng lại không gặp Mai rồi. Chắc vì quá buồn nên không chịu về làng. Chàng ở đây để lánh mặt ta đó mà. Dạ. Sao nàng biết ta ở đây? Chàng về đây đã 3 ngày rồi mà không chịu tới tìm thiếp gì hết. Vậy là nàng đã biết hết rồi. Ta không còn mặt mũi nào để gặp nàng nữa. Vậy mới nói học tài thi phận mà phải do lỗi ở chàng đâu. Huống chi mình đã thề hẹn kết tóc xe tơ, chuyện của chàng cũng là chuyện của thiếp mà. Chàng phải nói thiếp biết mới phải chứ. Thần ta đã ra nông nỗi này, còn dám nói gì tới chuyện kết tóc xe tơ? Lấy gì tới trước cha nàng mà xin cưới nàng làm vợ chứ? Hay là nàng kiếm người khác đi. Không, chàng đừng nói vậy. Thiếp đã thề trước trời Phật rồi, kiếp này chỉ biết mình chàng là phu quân của thiếp thôi. Thiếp không phải là người một dạ hai lòng. Chàng ơi, nếu chàng bằng lòng, Mình sẽ thưa với cha rồi nên duyên trước, về chung một nhà. Thiếp sẽ giúp cho chàng ăn học cho tới khi đậu bản vàng thì thôi. Nàng nói thật sao?
Vậy là chàng đã bằng lòng. Nhưng thật không có gì để làm lễ vật dạm ngõ hết. Chuyện đó chàng cứ để thiếp lo, thiếp đã có cách rồi. Kiếp này ta có được hiền thê như nàng thật là may mắn quá. Mấy hôm nay ta đã giấu cha ta gom góp tất cả các nữ trang mà mẹ ta đã để lại và bán thêm một số vật quý ở trong nhà mới được bao nhiêu đây. Đây là chuyện hệ trọng, em hãy giúp ta lên chùa trao tận tay vật này cho chàng Lan và dặn chàng làm theo những gì ta đã viết trong thư. Dạ này. Em biết rồi. Em mau đi đi. Dạ em đi. Củ khoai băng vàng. Xính lễ là củ khoai băng vàng. Ta là trường phu mà thật là cạn nghĩ. Nàng nói chí phải. Không phải cứ đổ đà trạng nguyên thì mới là người có ích được. Cô về nói lại với tiểu thư, ngày mai ta sẽ làm theo lời của nàng. Dạ tôi đi ngay đây. Dạ chào công tử. Củ khoai. Dạ. Mắc cười quá. Tính cầu hôn con gái ta bằng củ khoai đó. Các người giỡn mặt với ta đó hả? Muốn sống thì về hết cho ta. Dạ lão gia coi kỹ củ khoai rồi mong lão gia bớt giận, để lão đây giải thích cho. Ta sống cả đời còn không biết củ khoai là gì hay sao mà còn phải coi kỹ nữa. Dạ bởi tại vì khoai bình thường á là khoai, còn cái này không phải là khoai ạ. Mà nói cái gì khùng điên vậy? Khoai không phải là khoai, vậy là cái gì? Không lẽ bắp à? Dạ không phải là bắp mà là khoai, nhưng mà củ khoai bằng vàng. Hả? Ngươi nói cái gì? Dạ củ khoai bằng vàng rồng ạ. Củ khoai bằng vàng? Dạ. Người nào nghĩ ra cái lễ vật quái lạ vậy? Ơi em, như củ khoai bằng vàng thiệt hả? Thì củ khoai bằng vàng chứ sao. Dạ bẩm ông, tuy nhà trai không được giàu có nhưng chữ nghĩa đầy bồ. Củ khoai này là thầm mang ý nghĩa tượng trưng, là với sở học của chú rể sẽ làm nên lúa, khoai, sắn, sẽ bảo đảm một đời tiểu thơ no đủ. Trời, củ khoai chút xíu vậy thôi mà suy luận quá trời vậy luôn ha. Dạ. Trời, tượng với cả voi. Có khi nào nó đào được nguyên một bụi, nguyên bộ khoai lang bằng vàng mà chỉ nhú một củ ra cho mình ham không ta? Nếu đúng vậy thì không được đâu. Về nói với cái thằng thư sinh mặt trắng thi hoài không đậu đó, ta không thích tượng trưng đâu. Bây giờ á, cứ mang nguyên một thúng củ khoai bằng vàng tới đây, rồi ta gả con gái của ta cho. Cha. Sao? Con nghĩ là của cải cũng cần, nhưng mà cha cũng không nên coi nhẹ chữ nghĩa. Hồi xưa cha hứa với mẹ là sau này để con tự quyết định chuyện hôn nhân của con mà. Ủa, cha có hứa hả? Dạ có, cha có hứa mà. Vậy là con ưng thật đó hả? Dạ. Thôi được rồi, về nói với đàn trai. Dạ. Coi ngày lành tháng tốt, đem củ khoai đó qua đây. Dạ. Ta sẽ gả con gái. Dạ cảm ơn lão già. Anh Lùng. Ông già. Hết hồn. Hết hồn cái gì? Làm gì đứng nhìn nãy giờ người ta kêu không nghe vậy? Nãy giờ đang chờ cậu Lan tới. Ờ, sao cậu Lan lâu tới quá vậy ta? Wow. Wow.
Trời ơi, bữa nay Sen mặc quần đẹp quá nha. Áo cũng đẹp, mặc quá đẹp. Ước gì tôi trồng được bụi chuối trổ nảy bằng vàng. Lúc đó tôi đem bụi chuối qua, tôi làm xính lễ, thử coi lúc đó Sen có chịu không. Trời ơi. Ôi dạ. Mệt quá, canh cậu Lan phụ đi không canh. Ở đó mà mơ với mộng. Ê, ê như cậu Lan quá kìa. Cậu Lan tới kìa. Đúng rồi, để tôi chạy vô trong tôi báo cho. Dạ, đây là lễ vật của nhà trai, xin mời phú ông xem qua ạ. Đây là sính lễ của nhà trai để cưới con gái ta. Tuy nó ít nhưng mà nó lạ, nó hiếm. Ê, nghe nói á, là lễ vật lạ lắm không? Nghe đâu là củ khoai bằng vàng đó. Ờ, lạ thiệt. Bởi vậy á, tôi phải tận mắt chứng kiến mới được. Ờ, tưởng đâu á, là thư sinh nghèo nàn kiết xác, ai ngờ là giàu ngầm dữ vậy. Thôi đừng nói nữa, để xem coi sao. Dạ, mời lão gia thưởng lãm ạ. Thôi được, ta không khách sáo đâu nghe. Bằng vàng ở chỗ nào? Đây rõ ràng là một củ khoai lang bình thường kìa mà. Cái này mà là khoai lang lục chắc ăn ngon lắm á. Đây chỉ là một củ khoai bình thường mà ngươi dám nói với ta là một củ khoai bằng vàng để làm sinh lễ? Dạ. Các người dám lừa gạt ta? Dạ không phải. Mau dậy hết cho ta. Đi đi. Dạ. Đi. Đi. Ta tưởng nàng một lòng một dạ với ta, không ngờ khi ta thi rớt, nàng lại bày trò díu cợt ta. Không. Ta hận nàng. Không. Ta hận nàng. Ta hận nàng. Không. Cậu Lan. Cậu Lan. Cậu Lan. Cô hai. Cô ơi, sao vậy? Ngươi còn kiện cáo gì nữa? Đó là ngươi trả nợ kiếp trước của ngươi đã làm việc ác đức. Chim Dương, ngài nói gì vậy? Con nào có tội tình gì? Sự thật là con thương hắn, thấy hắn nghèo quá nên chính tay con đã đem 9 lạng vàng đúc thành củ khoai để đưa cho hắn để làm lễ vật xin cưới. Vậy mà hắn nỡ nào phụ tình con, xài hết tiền vàng đã đành. Hắn còn đem con ra làm trò cười cho thiên hạ nữa. Ngươi chối cãi lời của ta để hòng chạy tội cho mình à? Hãy nhìn đây. Chả có vốn liếng gì, tốn có chút xíu nước bọt thôi mà lãi gấp đôi rồi. Buôn bán ái tình, ai ngờ lợi ghê. Hai bên quý mến nhau mà không biết, phải bỏ tiền nhờ mình bắt cầu. Đã thiệt. Chính là ngươi đó. Không, không, Diêm Dương ơi, ngài nhầm rồi. Con không thể nào là người đó được. Ngài nhầm rồi. Ngươi hãy mở to con mắt ra mà nhìn đi. Trên mu tay của một mối có bớt đỏ, và ngươi cũng có ý như vậy. Ngươi hãy nhìn lại bàn tay của mình đi. Đó là dấu hiệu tiền kiếp còn lại của ngươi. Ngươi còn dám chối cãi nữa không? Ngươi là kẻ đoạn sóc hai đầu, tham lam vô độ, làm chuyện ác đức, hại con gái trong trắng kia, vì tình phụ quẫn trí mà quyên sinh. Còn tên thanh niên đó, ham giàu mà quên nghĩa chung tình, nghe lời toàn hót của ngươi,
dội bỏ cô gái nghèo mà đi lấy vợ giàu. Ta đã xem rõ tội trạng, theo đó người phải nhận quả báo của đời mình. Người sẽ đầu thai thành con gái của nhà giàu, còn tên phụ tình kia sẽ nghèo khó kiết xác, chẳng bao giờ thi đậu, dù có tài cao học rộng. Hai người dù có yêu nhau đến mấy cũng chẳng bao giờ đến được với nhau, bởi dâm hồn của gái kia luôn theo phá ngươi. Làm cho các người nếu không chết đi cũng phải sống khổ cả đời. Còn ngươi, dạ, ngươi đã trả được oan ức nên hồn ngươi bây giờ siêu thoát được rồi. Đội ơn Diêm Chúa. Biến Hắc Bạch vô thường. Dạ. Giải cô ta đi. Dạ. Dạ. Không, Diêm Vương ơi, ngài nhầm rồi, không phải con. Không, không phải con. Diêm Vương ơi. Sáng mai ta sẽ về kinh. Lớp học ở làng này ta giao lại cho thầy Đồ Tính, một thầy đồ giỏi của làng này, nên ta cũng cảm thấy nhẹ lòng và an tâm ra đi. Còn sắp lại kinh ứng thí, cũng vừa hay thầy về kinh thành nhậm chức. May ra thầy trò mình lại có dịp tái ngộ ở kinh thành. Nhất định phải gặp. Tại sao lại may ra? Ta sẽ cho con biết chỗ của ta. Về kinh cứ đến nhà ta mà ở tạm. Dạ, con đội ơn thầy. Con chỉ sợ là thầy mới đổi về, nhiều chuyện đại sự phải lo. Con chỉ sợ là con làm phiền thầy thôi. Lo gì thì lo, cũng phải có thời gian uống với nhau một chén rượu chứ. Con cứ đến đi, đừng có ngại cái gì hết. À, mà giả sử ta có bận thì con cũng phải ở nhà ta. Ta sẽ bảo gia nhân lo cho con chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Lộ phí của con đủ chưa? Có cần ta giúp gì không? Dạ, con có đủ hết rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Có thiếu thì cứ nói, không cần phải ngại gì hết. Coi như là ta cho con mượn, khi nào con có, trả lại cho ta sao? Con cảm ơn thầy, nhưng mà tiền học của con còn chưa trả hết. Con tới học, thầy còn để ăn để ở nữa. Có cái gì đâu mà kể. Sau này công thành danh toại, con muốn trả cho ta bao nhiêu, ta cũng lấy hết, chịu chưa? Dạ, con cảm ơn thầy, nhưng mà kỳ này con có đủ rồi. Con sẽ cố gắng hết sức để có thể danh đề bản đổ, để không phụ lại tấm lòng của thầy đã dành cho con. Thôi, nếu mà con có rồi thì cũng cầm thêm chút đi, để mà phòng thân, cầm đi. Dạ thưa thầy, con có đủ hết rồi. Đây là tấm lòng của thầy mà, cầm đi con. Con có đủ hết rồi thầy. Ngày mai thầy đi thượng lộ bình an nha. Con xin chào thầy. Lớp người hiền đức hay lắm, nhưng tội ác của ngươi với ta trời không dung đất không tha. Ta muốn ngươi thân bại danh liệt, ta mới hả dạ. Sao mình đi lâu quá vậy? Rồi có vay được ít bạc nào không? Chẳng mối đâu ra tiền hết. Tôi tới ghé chào thầy Đặng. Ngày mai thầy về kinh nhậm chức rồi. Vậy sao mình không hỏi vay thầy một ít? Thầy có nói cần thì lấy, nhưng mà mình nghĩ coi, tôi mặt mũi nào? Đã thầy mến tài mình, mấy tháng cuối còn chưa lấy tiền học, bây giờ làm sao mở miệng mượn thêm? Mình cứ sĩ diện như vậy hoài á, thì lấy đâu ra tiền để mà lai kinh? Lên đó bao nhiêu ngày ăn ở chứ có ít gì đâu. Thì để từ từ tôi tính đi, mình đừng có làm tôi rối quá. Cho hỏi thăm, đây có phải là nhà thầy Cử Hiền không à? Phải rồi, là tôi. Chào anh chị. Nhà tôi ở gần đây nè. Tôi có nghe dân làng nói là anh sắp lên kinh để thi hội, mà tôi cũng sắp lên trên đó để thi, cho nên hôm nay tôi qua đây để rủ anh đi cùng.
Với lại anh cũng biết đó, gần đây cướp bóc ở khắp nơi, tôi sợ đi một mình sẽ không an toàn, cho nên tôi mới rủ anh đi cùng cho có bạn có bè. Mà chừng nào anh mới đi? Nói thật ra là chồng tôi cũng định lên trển sớm rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ tiền bạc trong nhà cạn ráo hết trơn, tôi cũng chưa có chạy dây mượn được ở đâu hết á. Tôi cứ tưởng là có chuyện gì, chứ cái chuyện đó thì đừng có lo, mọi chuyện cứ để cho tôi lo. Đó là phí tổn, để tôi trả tiền cho anh chị, để anh đi cùng tôi cho tôi yên tâm hơn. Nếu vậy á thì mình chuẩn bị ngày mai đi sớm luôn. Thôi, tôi xin phép anh chị, tôi về để tôi chuẩn bị. Dạ. Xin mời quan khách, xin mời. Đây, 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 đây. Đây. Đó. Hai vị coi coi, cái chỗ tốt như vậy, với cái giá đó là không hề mắc. Thế, tôi thách luôn á, tôi thách hai vị đi hết cái vùng này, tìm được chỗ trọ nào tốt như vậy. Không có, chỗ tôi là tốt nhất rồi. Dạ cảm ơn ông chủ, vấn đề không phải là rẻ hay mắc, mà là tụi tôi hơi eo hẹp một chút. Huynh à, chắc là mình đi kiếm chỗ nào khác rẻ hơn huynh nha. Cử Hiền à, tôi đã nói rồi, mình cứ ở đây đi, chuyện tiền bạc á cứ để cho tôi lo. Nhưng mà nhưng nhị cái gì, người ta nói như vậy thì vô ở đi, để tôi kêu sắp nhỏ lo cơm nước nha. Không nghe bạn mình nói sao, tiền bạc là không có lo. Với lại một phần á, tôi cũng hiểu hoàn cảnh của mấy sĩ tử lên kinh thành ứng thí lắm, eo hẹp lắm nha. Bây giờ cứ vô trọng nghỉ ngơi nha. Vô. Sao ông chủ, chuyện mà cơm nước á cứ để cho tôi lo cho bạn của tôi. Cái gì, bạn hả? Trời đất ơi, vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng ông là gia nhân không à. Tai sách nách mang nè, chọn luôn chỗ tốt, còn bây giờ á còn lo cơm nước nữa ha. Ê anh bạn, anh như vậy á là tìm được một người bạn rất là quý, gọi là bạn vàng đó nha. Tính qua tính lại có phước dữ lắm à. Thôi được rồi, ông cứ đi lo chuyện của ông đi, để chúng tôi còn nghỉ ngơi nữa. Vậy thôi, hai người ngủ ngon ha. Thôi mình vô đi. Đi nha. Ngủ ngon ha. Vô đi. Anh cứ để đó cho tôi, anh mang hành lý cả ngày nay rồi, chắc mệt lắm. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Không sao, tôi cũng quen rồi, anh cứ việc ngã lưng một chút đi, sẽ có cơm nóng ăn liền. Anh làm tôi ngại quá, mình là bạn đường chứ đâu phải là chủ tớ đâu. Hơn nữa anh đã trả tiền phòng trọ rồi còn gì. Không sao, thì cứ coi như là đây là tiền trả công vì anh đã cho tôi đi cùng. Anh ăn đi cho nóng. Anh ăn cùng với tôi chứ. Tôi chưa đói lắm, một lát nữa tôi sẽ ăn. Anh ăn đi rồi có gì ngủ cho thoải mái, tôi ra ngoài một chút. Một lát nữa anh về ngủ chứ, còn dư chỗ mà. Tính tôi khó ngủ cho nên tôi lấy phòng bên cạnh để ngủ. Anh ngủ đi ha. Anh làm chi cho tốn kém dữ vậy. Không sao đâu, tôi quen như vậy rồi. Anh ăn đi rồi ngủ sớm. Chào anh. Anh à, có chuyện gì anh cứ nói đi. Thiệt tình tôi thấy áy náy quá. Từ lúc đi lên kinh tế giờ, anh lo từng ly từng tí chỗ ăn chỗ ở cho tôi, tôi không biết phải cảm tạ như thế nào. Nhưng mà tôi có một chuyện thắc mắc. Thắc mắc gì anh cứ nói đi. Anh lo cho tôi nhưng không bao giờ anh bận tâm tới mình. Anh ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Sáng nay tôi có hỏi chủ nhà trọ, ông ta nói là đêm qua anh không có ngủ phòng kế bên. Anh đã hỏi như vậy á thì tôi cũng không giấu anh nữa. Thật ra tôi không phải con người. Vậy anh là gì? Tôi là một con ma. Cái gì? Anh là ma?
Anh không tin đúng không? Anh hãy xem đây. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi? Tôi ở đây. Anh đã tin tôi chưa? Anh đã tin tôi chưa? Thực ra tôi là một con ma chết oan. Tôi đi theo anh, giúp đỡ anh, là tôi mong muốn anh giúp tôi báo thù. Báo thù? Là thù ai? Một con người lật lọng. Vì hắn mà tôi phải chết. Được, tôi sẽ giúp anh. Hắn ta tên là gì? Án Sát Đẳng. Cái gì? Án Sát Đẳng? Đúng vậy, là thầy của tôi mà. Phải, hắn ta là thầy dạy học của anh. Nay hắn đã trở thành quan án sát. Tôi muốn báo thù hắn ta. Thầy tôi, thầy tôi làm gì mà khi anh chết rồi anh còn bám theo để trả thù hả? Làm gì hả? Ngày xưa tôi là một tên cướp. Tôi chỉ cướp của người giàu đưa cho người nghèo. Tôi nói với ông rồi, tranh thủ về sớm đi, cứ chán tạc chán thù với mấy ổng hoài hả? Để bây giờ tối thui rồi mới chịu về. Thôi, dạo này cướp hoành hành dữ lắm, nhất là đoạn đường này nè, ông biết không? Cướp á mà gặp tôi hả, tôi cho nó biết tay, biết thế nào là lễ độ, hiểu không? Trời ơi, tôi sợ quá. Thôi đi lẹ đi. Cướp mình ơi, có bao nhiêu tiền vàng thì đưa ra đây hết, nhanh lên. Nhanh lên. Tao không muốn lấy mạng của hai vợ chồng mày. Ông tha tôi đi, vợ chồng tôi nghèo lắm ông ơi. Nghèo hả? Dạ. Vợ chồng nhà ngươi giàu nức tiếng ở vùng này, ai mà không biết. Tôi còn nghe nói ông vừa mới làm ăn với bá hộ làng bên, nghe nói là chúng lớn lắm mà. Đưa đi. Ông đưa đi ông ơi. Tôi không có mà anh. Tôi đưa mà. Mình ơi, mình ơi, đưa cho hắn đi mình ơi. Đưa ra đây. Đưa đi mình. Thôi 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 thôi, để tôi đưa, để tôi đưa. Đưa 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 cho người ta đi. Tao đã nói rồi, tao không muốn giết người, nghe rõ chưa? Mình ơi, mình đừng mà mình. Muốn chết hả? Ông ơi, tha cho chồng tôi đi ông ơi. Đừng có giết chồng tôi ông ơi. Tao đã nói rồi, tao không muốn lấy cái mặt chó của ngươi. Ngươi còn theo ta nữa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tôi bị lính bắt vào tù. Nè, ăn đi. Anh lính. Ừ? Có cách nào cho tôi gặp quan án được không? Chết tới nơi rồi, nói cái gì nữa mà nói. Không, anh đang giúp giùm tôi chuyển lời tới quan án. Nhà tôi còn rất là nhiều vàng bạc. Nếu tôi ra khỏi đây, tôi sẽ hậu tạ rất nhiều bạc. Dạ, đây là 20 lượng, quan đếm lại giùm con. Dạ, còn đây là đơn xin ân xá của nó, mời quan xem qua. Được rồi, cứ nói với hắn là chờ ta. Dạ.
Giờ không lẽ mình phải chia số bạc này cho thằng khác sao? Án thằng này trước sau gì cũng bị chém, chỉ bằng ta coi như là không có chuyện này là xong. Anh lính, hôm nay tôi được thả phải không? Ra pháp trường mà mơ nghe con. Như vậy là sao? Tại sao lại ra pháp trường? Vậy chứ đưa người đi đâu? Đi không mát hả? Không được, không thể như vậy được. Có nhầm lẫn gì không? Quan án về kinh làm lan trung bộ rồi, ai đánh mà gặp mày? Không phải, quan án đã nhận tiền của tôi rồi mà. Quan còn hứa là sẽ bẩm lên quan đầu tỉnh nữa mà. Đơn xin ân xá của người quan trên bác bỏ rồi, tôi không biết sao. Không thể như vậy được. Đi. Không thể như vậy được. Cho tôi gặp quan án. 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 Dù ngươi có đưa cho quan án 1000 lượng thì ngươi vẫn bị xử tử mà thôi. Quan án, thì ra là ngươi. Cho dù ta có trở thành ma, ta cũng sẽ quay về đây để báo thù. Quan án! Không ngờ là có chuyện như vậy. Mỗi người đều có một điểm yếu, nhưng mà lúc thầy dạy ta, ông ta thực sự là một ông thầy rất tốt. Ta đã chịu ơn thầy nhiều lắm. Có gì đâu, ân đền quán trả. Chuyện của hai ta hoàn toàn khác nhau. Còn anh chỉ việc chỉ nhà của hắn ta cho tôi là đủ. Anh giúp tôi nhiều, nhưng mà thầy là người ơn của tôi, là thầy đã dạy học cho tôi. Anh bỏ qua cho thầy có được không? Được. Nếu hắn ta trả lại mạng sống cho tôi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Chạy trốn cũng không được. Hắn là ma mà, sao trốn nổi đây? Mà không lẽ dẫn hắn về nhà hại thầy của mình? Phải chi hồi xưa thầy được nên gây quả lớn. Cử Hiền, đã tới kinh thành rồi. Ngươi chỉ cần chỉ nhà của hắn cho ta, ta sẽ không bắt ngươi vào cùng, để ngươi không phải mang tiếng là kẻ hại thầy đâu. Không sao đâu, nếu đã là nghiệp duyên thì không tránh được. Anh cứ về cùng với tôi, tôi sẽ nói với thầy anh là bạn cùng như thế. Không cản được, nhưng mình cũng phải nghĩ cách gì đó để hóa giải chuyện này. Nhưng mà cách gì đây? Anh hứa với tôi một chuyện. Anh nói đi. Tôi tá túc nhà thầy để đi thi. Nếu trước khi thi mà nhà thầy có chuyện thì tôi sẽ điên mất. Tôi không có tâm trí gì mà thi cử được nữa. Chính vì vậy, để khi thi hội xong anh hãy ra tay, được không? Được. Tốt quá. Thầy tưởng con ngại con không đến. Còn đây là... Dạ thưa thầy, đây cũng là huynh đệ sĩ tử cùng trên đường với con. Trên đường đi thi, hai người gặp nhau kết thành huynh đệ. Mong thầy cho tá túc. Còn phải hỏi, dĩ nhiên là phải được rồi. Được rồi. Nhân à. Nhân. Dạ. Ra đây con, lại đi con. Dạ cha. Chào anh Hiền với anh đi con. Chào anh Hiền, chào anh. Đây chính là thần đồng thư phú mới xuất hiện ở đất Kinh Kỳ đây sao? Chà, mới không gặp chưa được một tháng mà đã cao giọt lên rồi ha. Anh khen nó quá, làm em nó hư mất bây giờ. Dạ không quá chút nào đâu thầy. Trên đường tới đây con nghe xôn xao bàn tán về cậu bé làm thơ tiếng vua, cứ muốn khoe là con trai của thầy tôi đó. Thôi chắc đường xa mang nặng mệt lắm rồi. Hai đứa vô nhà nghỉ đi. Dạ. Để con vô chuẩn bị nha. Ta đã biết cách làm sao để ngươi phải đau đớn. Không ngờ thầy trò ta lại gặp nhau ở chốn Kinh Kỳ này, thiệt là vui quá. Hôm nay phải uống cho say. Mới tới, khoan nghĩ đến chuyện ôn thi đã, mọi chuyện hãy để ngày mai. Hôm nay chúng ta phải uống cho thiệt là say.
Nào, chúng ta hãy cạn ly. Uống từ sớm đến giờ cũng gần cạn bầu rượu rồi, mà anh bạn đây không nói tiếng nào hết. Coi bộ anh bạn ít nói quá hả? Thầy Đặng, con có thể hỏi thầy một câu được không? Tưởng gì, 10 câu cũng được, cứ hỏi đi. Nếu như con thi đậu làm quan rồi được người ta đút lót để chạy án, thầy sẽ khuyên tụi con là nhận hay không nhận? Chuyện này thẳng lắm, thẳng thắn lắm, tốt tốt. Nếu thi đỗ làm quan, các con ít nhiều cũng phải đối mặt với chuyện này. Thầy không có câu trả lời chính xác, tùy theo hoàn cảnh mà giải quyết. Miễn sao lương tâm mình đừng có dây dứt là được rồi. Tùy hoàn cảnh. Có phải đối với những tử tù nhận là tốt nhất? Tại vì khi đã bị giết rồi thì sẽ không một ai phát hiện, có phải không thầy Đặng? Anh, thầy đã có bao giờ gặp chuyện như vậy chứ? Ta rồi lương tâm của thầy có bị cắn rứt không hả thầy Đặng? Ta anh say rồi. Thôi đường xa mệt mỏi lắm rồi, tụi con xin phép thầy, tụi con nghỉ ngơi. Con cứ bình tĩnh mà làm bài, đừng có căng thẳng quá. Dạ. Thầy ơi, thầy hãy giữ gìn, cẩn thận. Lo cho con đi, ta ở nhà thôi, có gì mà phải cẩn thận giữ gìn? Ta thấy con có vẻ lo ra quá vậy. Dạ. Có chuyện gì vậy? Sao anh bạn của con không đi chung với con mà lại đi trước? Dạ, anh cần phải mua thêm một ít đồ thầy. Không sao đâu thầy. Chào thầy, con đi. Con đi đi, kẻo trễ. Dạ. Dạ, anh đi thi tốt nha. Con chào thầy. Ráng thi tốt nha con. Dạ, con đi. Nè, con phải cố gắng mà học hỏi ảnh. Giàu hay nghèo gì cũng phải có chí nha con. Dạ cha. Sao vậy Nhân? Dạ Nhân đâu? Dạ Nhân, dạ Nhân đâu? Dạ Nhân, nhanh lên! Nhân, con tự bị sao vậy ông? Chắc bị con mang gì đó, kêu thầy thuốc mang. Dạ dạ. Nhân, Nhân, con sao vậy? Hả? Con giết người, con giết người! Nhân à, là cha này con. Phải đền mẹ. Là cha này con. Đầu giết người, đầu giết người. Nhân à, Nhân. Đầu giết người. Giết người, ta giết người. Nhớ, bình tĩnh đi cậu ơi, bình tĩnh đi cậu. Tôi muốn giết người, tôi muốn giết người. Cậu có làm vậy không cậu? Giết người, ta giết người. Kia thầy thuốc liền cho ta. Giết người, giết người. Còn nhiều trò lắm, thì cứ chờ mà xem. Tôi muốn giết người, tôi phải trả thù, tôi muốn giết người. Tôi phải trả thù. Cản cao đi con. Không phải nhanh cả, không dễ sợ. Tôi phải giết người. Thằng con ơi, nó giết người. Thằng con ơi, nó giết người kìa. Tôi muốn giết người. Thằng con ơi, nó giết người kìa. Thằng con ơi, trời ơi, trời ơi, con. Nó chạy được kế kìa. Nhân, nó chạy rồi. Dạ, nó chạy mất tiêu rồi. Ơi, con tôi giết người rồi. Nhân ơi, Nhân, Nhân con ơi. Còn phải trải qua tình cảnh của ta nữa kìa. Thả tôi ra, thả Nhân tôi ơi ra. Con ơi là con. Trời ơi, thả tôi ra. Tại sao con tôi lại ra nông nổi như thế này? Con ơi, thả ra con. Dạ bẩm ông, cơm cho công tử. Nó đang lên cơn điên loạn như thế này, thả ra. Làm sao mà nó ăn nổi chứ? Thả tôi ra, thả tôi ra.
Tara, Tara. Tara. Tình hình nhà bên đó làm sao rồi? Dạ bẩm, thằng bé tỉnh rồi, nhưng còn bà mẹ. Bà mẹ làm sao? Dạ bà mẹ mất rồi. Hả? Ông ơi ông. Ông ơi. Ông ơi ông. Ông ơi, ông ơi. Có chuyện gì mà ồn ào ngoài đó vậy? Người nhà của nạn nhân đem xét đến đội đền mạng. Giờ sao ông? Kêu người nhà vô gặp ta. Dạ bẩm ông, lỡ người ta bắt tôi tử thì sao? Chuẩn bị xe, thương lượng xong ta sẽ tới nhà quan trấn này. Dạ. Ở nhà mày lo nói cho ta, nghe chưa? Dạ, dạ. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn bắt rồi ngươi. Không mau bắt nó lại. Dạ. Bắt nó lại cho ta. Ơi, Nhân ơi. Con. Cháu tôi vừa mới tỉnh, nhưng còn mê man. Mẹ nó thì chết rồi, giờ nó mất mẹ, quan tính sao quan? Chuyện này xảy ra quá nhanh, ngoài ý muốn của ta. Nhà có người điên á thì bắt nhốt lại, để nó chạy ra đường rồi ngài nói là ngoài ý muốn. Con ta không có điên. Không điên á mà sao chạy ra đường đâm chém lộn xả? Ngài nói vậy á, tôi đi báo quan nha, để cho họ xét xử. Này 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 này, khoan, bình tĩnh, ngồi xuống đi. Ý ta không phải vậy. Ý của ta muốn nói là đó cũng chỉ là tai nạn của nhà ta thôi. Con của ta đang khỏe mạnh ngoan ngoãn, không hiểu sao tự nhiên lên cơn rồi chạy ra đường. Hôm nay ta muốn gặp các người để mà thương lượng. Bao nhiêu phí tổn tan ma ta sẽ chịu hết. Hơn nữa ta sẽ bù đắp cho gia quyến 1.000 lạng bạc. Còn nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm lo cho cháu nhỏ đi ăn học cho tới 18 tuổi. Các người thấy làm sao? Không xong rồi ông ơi, không xong rồi. Chuyện gì? Dạ, cô Linh tới bắt cậu đi. Đi. Dạ. Đi mau. Thả ra. Ta muốn giết người. Thả ra. Các người có lệnh chưa mà đòi bắt người hả? Không những có lệnh mà còn lệnh xử sớm nữa. Con trai của ngài giết người, đáng chết chứ còn đó. Đến chúng tôi tới đây để bắt đi. Thả ta ra. Buông con ta ra. Thả ta ra. Các người không thấy nó điên dại dại, nó gây tội mà có biết gì đâu. Giết người. Buông nó ra. Con sao con? Nó bị gì vậy? Có sao không con? Chắc bị điên rồi. Ủa cha, đâu có bị điên đâu. Sao đông người quá vậy? Sao mấy người này lại bắt con? Nhân, con hết bệnh rồi sao? Con đâu có bệnh gì đâu cha. Sao mấy người này lại? Con trai của ngài như vậy mà ngài nói không bị gì à? Xin thứ lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Cha, xin lỗi ngài, mời ngài về phủ nói chuyện. Người dám à? Cha, cứu con cha. Lên bỏ con ta ra. Cha, thả nó ra. Ý ngài muốn sao? Con tôi là một thần đồng, bỗng nhiên bị phát bệnh, điều này ngài biết rõ mà. Giờ nó lúc tỉnh lúc mê, lại còn bị giam nữa. Làm cha sao tôi chịu nổi chứ. Hôm nay tôi tới đây là để nhờ ông giúp cho thả thằng nhỏ ra. Vụ này án điểm, con trai quan lang trung bộ hình gây án mạng, làm bất bình khắp thiên hạ. Trên chỉ xuống, phải xử nghiêm, khó lắm. Tôi trong hệ thống này, làm sao tôi không hiểu chuyện chứ. Dù có tiêu tan sản nghiệp, miễn sao có cách cứu được con tôi sẽ trồng đủ. Xin cảm ơn ngài đã thông cảm. Xin ngài lo giúp giùm con tôi. Khi nào thả được thằng nhỏ ra, tôi sẽ hậu tạ thêm cho ngài. Nghe nói năm xưa nhà ngươi cũng chuyên ăn chặn của bọn tử tù, lấy của đúc rồi giếm luôn, mặc chúng bị chém. Vậy bây giờ hà cớ gì ta phải cứu con ngươi? Không biết gió máy kiểu gì mà cậu có lúc tỉnh lúc điên, mà mỗi lần điên lên là quay qua chửi cha đồ quan tha mang chặn.
ra, thả ta ra. Thầy đâu? À, dạ, ông chủ nói tôi chuẩn bị xe để qua nhà quan trấn rồi. Chắc là lại đi chạy cho công tử. Dạ con xin phép. Thả ta ra. Anh đâu rồi? Anh có đây không? Sao rồi? Làm bài được không? Anh phải làm tới mức như vậy sao? Ta sẽ giết ngươi, ta phải giết ngươi. Đồ tham quan, đồ ăn chặn. Nhà hắn ta đã có ai chết đâu mà anh phải lo. Nhưng thằng bé nó có tội tình gì mà anh phải hại nó ra nông nỗi này chứ? Cha mẹ tôi, vợ con tôi cũng đau đớn như lão ta, trong lúc chạy trọt cho tôi lúc tôi đang ở tù. Nhà tôi thì không có củ nổi củ chìm như lão ta, cho nên cả nhà của tôi đã khánh kiệt trong lúc chạy trọt cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng chết đó thôi. Đồ tham quan, đồ ăn chặn. Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Nhưng bây giờ phải làm sao thì anh mới tha cho thầy tôi đây? Không làm sao hết. Gây thù chuốc oán, hắn ta phải trả tội lỗi của hắn ta từng chuyện một. Nè, anh Bản, anh đâu rồi? Đang nói chuyện chưa xong mà. Anh Bản à? Con à, con nói chuyện với ai vậy? Dạ, dạ không thầy. Ờ, thầy lo việc của em tới đâu rồi? Ngồi đi. Dạ. Thầy à, thầy lo chuyện của em Nhân tới đâu rồi thầy? Quan trấn đã hứa chạy giùm rồi, cũng đỡ lo một mối. Giờ thầy phải kiếm thầy chữa cho nó. Thầy nói quan trấn hứa là hứa sao hả thầy? Thì án lệnh từ trên đưa xuống nhiều cấp nên phải trả từng cấp thôi. Ông đã lấy tiền của thầy rồi sao? Thì rồi chứ sao. Mà tại sao con lại hỏi vậy? Gây thù chuốc oán, hắn ta phải trả tội lỗi của hắn ta từng chuyện một. Thầy à, con nghe là hắn sẽ giếm luôn số bạc đó rồi bỏ mặc cho em Nhân bị bắt đi. Ta đích thân tới nhà nói chuyện, hắn đã nhận lời rồi, chắc không nên nổi đâu. Thầy à, hả? Chắc thầy còn nhớ chuyện năm xưa thầy nhận giúp một tử tù, đó là một tên cướp bị tuyên án tử. Sao con lại biết chuyện này? Nếu như theo đúng chuyện đó thì diễn tiến sự việc sẽ là như vậy. Sao? Sao con lại biết chuyện này? Chẳng lẽ là con quen với người đó à? Dạ không, tạm thời bây giờ con chưa nói được. Nhưng nếu như mà thầy tin con xin thầy hãy tìm cách khác đi. Ta đã hiểu rồi. Dạ. Tại sao anh xen vào chuyện của tôi? Anh đừng để tôi điên lên đó. Tôi không thể nào thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, người bị hại là thằng bé vô tội này. Anh nói lên kinh thi lạc quan để đòi công bằng cho dân lành, rốt cuộc ngươi cũng như hắn, đứng về phía kẻ mạnh. Tất cả các người đều như nhau, một lũ quan lại sâu bọ bức hại dân đen. Đã vậy thì tôi cho anh hay, nếu anh mà làm tới, tôi sẽ không nể anh nữa. Tôi sẽ cho anh đi đời theo hắn, một lũ tham quan ô lại. Cứ cho là khi trước anh là dân đen, bị ức hiếp là kẻ yếu thế, nhưng mà kẻ mạnh bây giờ là anh đó. Anh đứng trong bóng tối, dùng ma thuật hắc ám để hại người. Tôi sẽ cho anh thấy quan lại cũng có dám bị được, không phải ai cũng như anh nghĩ. Nếu vậy thì từ nay trở đi tôi với anh sẽ là đối thủ. Anh có chuyện gì thì đừng trách tôi. Tuy là có người ta tham lam độc ác, nhưng mà họ cũng biết sợ ma quỷ thần thánh, biết quay đầu ăn năn và hối cải. Không tin, tôi sẽ làm mọi cách để cứu thằng nhỏ tội nghiệp này.
và tôi sẽ coi như đó là thử thách bản lĩnh quan trường của tôi. Còn nếu không, chẳng thà tôi đừng bao giờ thi đậu làm quan làm gì nữa. Rốt cuộc thì ngươi cũng giống như tên án sát đẳng mà thôi. Cẩn thận đó, coi chừng ta đó. Có chuyện gì mà ông ta quay lại? Dạ con không biết. Ra ngoài đi. Dạ. Có chuyện gì mà ngài quay trở lại đây? Ta tới đây để nói cho ngươi biết là ta đã biết ý định của ngươi. Chắc ngươi thắc mắc tại sao ta biết. Bởi vì năm xưa ta cũng đã từng làm giống ngươi, nhận bài của tên tử tù rồi bỏ mặc cho hắn chết. Có lẽ bây giờ ta đang bị quả báo. Ý của ông là ta đã làm đúng như những gì ngươi đang làm, giếm tiền của tên tử tù rồi lơ đi. Kết quả là bây giờ con ta như bị ma ám, suốt ngày cứ chỉ mặt ta tố cáo chuyện xưa, mà chuyện này không ai biết hết, chỉ ngoài trừ ta thôi. Nếu biết sợ thần thánh hay dai thì đừng đi theo vết xe đổ của ta. Ông tính đem chuyện ma quỷ ra để hù ta, tưởng ta sợ sao? Ta không có hù ngươi, ta chỉ kể chuyện cho ngươi nghe thôi. Cứ quan sát con ta rồi ngươi sẽ biết. Không lẽ chuyện nghiệp báo là có thật? Nếu vậy, ta giết mớ bạc này thì sau này con ta cũng... Ông này chức cao bổng hậu hơn mình mà còn bị làm ra như vậy, huống chi chức quan còn con như mình. Lên! Dạ! Dạ, quan kêu con. Ngươi cầm số bạc này trả cho quan án và lên quan phủ báo rằng con quan án bị tâm thần bất định, gây tai nạn chứ không có ý giết người. Rõ chưa? Dạ. Không lẽ tên Cử Hiền nói đúng? Con người vẫn có lòng chắc ẩn, vẫn biết sợ trời đất. Không, đó là do hắn ta sợ bị báo thù, chứ không phải hắn ta ăn năn. Ta phải tiếp tục báo thù. Ta phải tiếp tục báo thù. Em rồi, thả nó ra đi. Nhân ơi, cậu hay ra. Dạ, cậu hay ra. Bỏ đi cậu. Cậu phải giết người. Nhân ơi. Trời ơi. Thôi cậu, giết con. Bình tĩnh lại đi cậu. Con tôi. Nhân ơi. Anh đâu rồi? Anh có ở đây không? Anh đâu rồi? Anh ra đây đi. Sao hả? Đã kiếm mọi cách để cứu chữa vẫn không được đúng không? Tôi đã nói với anh rồi, lão già đó phải đau khổ tới chết. Làm sao để cho thằng nhỏ tỉnh lại? Anh nói đi. Tại sao tôi phải nói với anh? Thầy tôi từ trước rồi, anh còn muốn gì nữa? Quá trễ rồi. Tôi muốn lão ta phải nhìn thấy con lão ta chết. Anh đừng để tôi phải hại anh. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần tìm hiểu cô ở mộ thôi thì vĩnh viễn cuộc đời này anh sẽ không đầu thai được. Anh nhắc tôi nữa hả? Anh nên nhớ, tôi là một con ma. Chỉ có một cách, muốn cứu thằng nhỏ, cha nó phải ra đầu thú. Nếu nói ra thì lão ta sẽ đi tù. Anh cá không? Tôi dám cá là ông thầy đạo đức giả của anh sẽ không dám làm điều đó. Anh nói cái gì? Ra đầu thú? Nhưng anh không được chỉ đường cho lão ta. Nếu anh chỉ ra một câu, anh sẽ chết ngay lập tức.
Nói cho anh biết, anh đã thi đậu rồi. Chết sớm quá sẽ không thể làm quan để ăn hối lộ đâu. Tiếc lắm đó. Làm con người thấy chết mà không cứu, thấy thầy tôi gặp nạn mà không thể nào đền ơn đáp nghĩa được, thì có làm quan cũng hỏng thôi. Và suốt cả cuộc đời này sống dằn vặt lương tâm mà thôi. Ngươi! Con nói sao? Thầy phải ra đầu thú à? Người bạn hôm trước đi cùng với con chính là người đó. Hèn gì đêm đó thầy hãy tha lỗi cho con. Con không còn cách nào khác phải dẫn anh ta về nhà thầy. Nhưng nếu không cho thì anh ta cũng bám theo. Con nghĩ là thà mình chủ động còn hơn. Nhưng không ngờ thi cử cứ kéo dài ra, khiến cho con trở tay không kịp. Đó là nghiệp chướng ta gieo, ta phải gặt. Con không phải tự trách mình. Thì ra âm hồn của người đó muốn ta ra đồng thủ. Còn về phần em nhân, thầy chỉ cần đi lấy xương cốt của người tử tù năm xưa đem đi cải táng và xây cất đàng hoàng thì em nhân sẽ khỏi bệnh. Thật ra anh không nói tôi cũng sẽ từ quan lui về ở ẩn, ăn năn hối lỗi. Năm xưa tôi có lỗi với anh, nay tôi xin tạ tội. Có chuyện gì? Anh sẽ là một ông quan tốt,